Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 71. Môn chủ thanh đạo môn đời tiếp theo. Dương Diệp ngẩn người, nói ta không nghe lầm chứ. Lão già gật đầu. Ngươi không phải đang đùa ta chứ? Dương Diệp lại nói. Ngươi thấy ta giống như đang đùa ngươi à? Lão già nói. Thấy thần sắc của lão già không phải như đang đùa, Dương Diệp nói. Vì sao? Lão già nói. Ngươi chắc hiểu. Dương Diệp thờ rầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Đầu tiên, thanh đạo môn ngươi hiện tại trên dưới đều hận không thể giết ta, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ để ta làm mô đần chủ đời tiếp theo của bọn họ à? Nếu ta chết, tất nhiên không thể. Lão già nói. Nhưng, ta vẫn chưa chết, tuy rằng ta không cở giới này. Nhưng phàm là người của thanh đạo môn ta, không ai dám cãi lệnh ta cả. Biết vì sao không? Không chỉ bởi vì thanh đạo môn do ta sáng lập, còn bởi vì, nếu không phải là vì ta vẫn còn thì thanh đạo môn trong nháy mắt sẽ bị người khác gạt bỏ khỏi thế gian này, ngươi hiểu chưa? Sau lưng mỗi thế lực cấp bạch kim đều có một lão yêu quái, đúng không? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Lão già gật đầu, nói. Chỉ là mọi người cũng không ở giới này, cũng không thể tùy tiện nhúng tay vào việc của giới này. Tóm lại, nếu ngươi đáp ứng, ân oán giữa ngươi và thanh đạo môn sẽ xóa bỏ. Không chỉ như vậy, tất cả tài nguyên trong thanh đạo môn mặc ngươi hưởng dụng. Ta cự tuyệt. Dương Diệp nói. Vì sao? Sắc mặt lão già hơi trầm xuống, nói. Ngươi cũng biết đấy, tuy ngươi là đệ tử cổ kiếm trai, nhưng cổ kiếm trai sẽ không để người làm kiếm chủ đời tiếp theo đâu. Dương Diệp nhìn lão già, nói. Ta từng nói, cuộc đời này cổ kiếm trai không phụ ta, ta sẽ không phụ cổ kiếm trai. Hiện giờ, cổ kiếm trai không phụ ta, cho nên, ta sao có thể phụ bọn họ. Người lựa chọn như vậy sẽ mất đi rất nhiều thứ. Lão già nói. Vậy thì sao? Dương Diệp nói. Lão già nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ngươi cũng biết đấy, từ khi ngươi xuất hiện đến bây giờ, ta có 3 lần muốn giết ngươi. Dương Diệp dùng mình, hắn không ngờ lão nhân này vẫn muốn giết hắn. Lão già nói, lần đầu tiên, là khi ta lần đầu thấy ngươi, tư chất và tiềm lực của ngươi thật sự có thể dùng từ khủng bố để hình dung, mà ngươi lại là kẻ địch của thanh đạo môn ta. Lúc ấy ta đã chuẩn bị trừ bỏ ngươi cho thanh đạo môn, để tránh tương lai thanh đạo môn sẽ bị hủy trong tay ngươi. Lúc ấy sở dĩ không giết ngươi, là vì ta muốn thấy cực hạn của ngươi là ở đâu. Lần thứ hai, là khi ta hỏi ngươi cái gì là đạo của ngươi khiến ta có chút khiếp sợ, cũng có chút tim đập nhanh, bởi vì ta có thể đoán được, nếu ngươi trưởng thành, thanh đạo môn sẽ phải trả một cái giá lớn thế nào. Lần thứ ba, cũng là lần cuối cùng, khi ta hỏi ngươi có nguyện ý gia nhập thanh đạo môn ta hay không. Ngươi biết không, ta rất hy vọng ngươi lựa chọn đáp ứng. Bởi vì chỉ cần ngươi phải đáp ứng, cho dù ta không giết ngươi, bà già điên của cổ kiếm trai cũng sẽ giết ngươi. Đáng tiếc là, ngươi không đáp ứng. Tuy rằng trong lòng có chút đáng tiếc, nhưng cũng có chút yên tâm, bởi vì, tuy ngươi tính cách cực đoan, nhưng làm người có điểm mấu chốt và nguyên tắc của mình. Điểm này này ta rất thưởng thức, cho nên. Nói đến đây, lão già thở hắt ra một hơi, nói. Ngươi không cần phải chết. Giữa cổ kiếm trai và thanh đạo môn cũng không cần huyết chiến. Nhưng thanh đạo môn ngươi hiển nhiên không muốn buông tha ta. Dương Diệp nói. Lát nữa sẽ nói về vấn đề này. Lão già đột nhiên vươn tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên trời, yên lặng một thoáng, tay lão chậm rãi nắm lại, ngón cái đẻ lên ngón trỏ, nói. Một truyền thừa của ta là một môn huyền kỹ năm đó ta tự nghĩ ra, tên là băng diệt thần quyền. Phẩm cấp là tiên cấp đỉnh phong. Với cơ sở nhục thân của ngươi, nếu ngươi có thể tu luyện đến đỉnh phong, huyền kỹ này tất sẽ siêu việt tiên cấp, đạt tới thần cấp hạ phẩm. Giờ ta thi triển một lần, ngươi nhìn cho kỹ vào. Dứt lời, quyền đầu của lão già đột nhiên đánh về phía chân trời. Quyền ra, trừ vị trí Dương Diệp và lão già đang đứng, không gian chung quanh mấy vạn trượng trong nháy mắt vỡ nát. Không chỉ như vậy, Dương Diệp còn cảm thấy tất cả cùng với linh khí chung quanh đều đang dùng một loại tốc độ cực nhanh bị hủy diệt. Không gian vỡ nát, trời sụp đất nứt, linh khí khô kiệt. Mạnh quá! Hai mắt Dương Diệp híp lại, vẻ mặt ngưng trọng, một quyền này trừ Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chân chính ra, bất kỳ kiếm kỹ nào của hắn cũng kém hơn nó, cho dù là Thiên Tuyệt kiếm nhân kiếm hợp nhất, hoặc là 20 đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chồng nhau. Lão già thu quyền, nói. Khi thi triển quyền này,
phải nhớ kỹ một điểm, đó chính là phải có loại khí thế cuồng bá trên trời dưới đất, lão tử là độc tôn, khí thế càng mạnh, uy lực của quyền cũng càng mạnh. Nếu là người khác, khí thế này có lẽ sẽ là một nan đề cực lớn, nhưng đối với ngươi mà nói, chắc không có vấn đề gì, bởi vì khí thế của bản thân tên tiểu tử này đã đủ điên cuồng rồi. Dương Diệp hiện tại xem như đã hiểu vì sao lão già này nói hắn thích hợp tu luyện quyền này, trừ bản thân hắn có cơ sở nhục thân không tồi ra, còn có cỗ khí thế duy ngã độc tôn trên người hắn. Lão già nói, nơi nào có con người thì tự có tranh đấu, tiểu nhân vật thì tranh đấu nhỏ, đại nhân vật thì tranh đấu lớn, mà tranh đấu của tu luyện giả chúng ta thì chính là tranh đấu sinh tử. Tranh đấu giữa ngươi và thanh đạo môn ta dừng ở đây đi. Thanh đạo môn những năm gần đây đã lâu rồi không phải ăn quả đắng, bởi vậy có chút không coi ai ra gì, động chút là mang quan tài ra chặn đường. Cứ tiếp tục như vậy, ngày sau tiến quân trung thổ thần châu sẽ phải chịu thiệt thòi. Lần này coi như là một bài học đi. Nói xong, lão già bấm tay búng một cái, một dòng ánh sáng chui vào mi tâm của Dương Diệp, rất nhanh Dương Diệp cảm nhận được vô số tin tức chui vào trong đầu hắn. Là cửu tử thần công và băng diệt thần quyền. Lúc này, lão già lại bấm tay búng một cái, sau đó một chiếc nạp giới xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Cái nhẫn này là một nạp giới, cũng tượng trưng cho một nhân vật, có cái nhẫn này, cho dù cho bọn họ 100 lá gan, bọn họ cũng không dám động thủ với người. Được rồi, sứ mệnh của ta đã hoàn thành, cũng nên biến mất rồi. Nói xong, thân ảnh lão già càng lúc càng mờ nhạt, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Sau khi lão già biến mất, cảnh tượng trong sân cũng biến mất. Đột nhiên, một người xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp không xa, có điều toàn thân người này được một tầng ánh sáng trắng bao phủ, bởi vậy hắn căn bản không nhìn thấy dung mạo của đối phương. Từ hình thể cho thấy thì là một nữ nhân. Dương Diệp rùng mình, cảnh tượng này này là lão già đó sáng tạo ra, mà nữ nhân trước mắt này không ngờ có thể đi tới thế giới của lão già, nói cách khác, đối phương và lão già đó là tồn tại cùng đẳng cấp. Biết nguyên nhân thật sự khiến lão không giết ngươi không? Nữ tử thần bí đột nhiên nói. Lão thưởng thức ta. Dương Diệp có chút ngượng ngùng nói. Đánh rắm. Nữ tử cả giận nói. Lão là vì lão nương tới cho nên mới thay đổi phương thức đối với ngươi, bằng không, ngươi sớm đã chết trăm lần rồi. Ngươi đừng nhìn lão hiền lành thế thôi, lão là một lão già ăn tươi nuốt sống đó. Bà là tiền bối của cổ kiếm trai. Dương Diệp hỏi. Không tính là quá ngu. Nữ tử hừ lạnh nói. Lão tiểu tử kiếm vô trần đó không tiếc hy sinh thọ nguyên của mình để liên hệ với ta, bảo ta nhất định phải bất chấp tất cả mọi giá khiến một tia nguyên thần hàng lâm giới này để cứu ngươi. Vốn ta không muốn đến, lão nương sống mấy vạn năm rồi, có thiên tài nào mà chưa thấy qua. Nhưng không ngờ lão già kiếm vô trần đó lại dám uy hiếp ta, nói ta nếu không đến thì lão sẽ dẫn theo cổ kiếm trai cá chết lưới rách với thanh đạo môn. Điều này khiến cho ta có chút tò mò. Rốt cuộc là ai, không ngờ có thể khiến kiếm vô trần luôn ổn trọng phải bất chấp tất cả mọi giá để bảo vệ. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp thấy ấm áp, bởi vì cổ kiếm trai này vẫn không vứt bỏ hắn, hơn nữa vì hắn, không tiếc liều mạng với thanh đạo môn. Hiện tại bà thấy rồi đó. Dương Diệp nói. Sau đó có phải cảm thấy rất may mắn không, bằng không cổ kiếm trai chúng ta sẽ tổn thất một thiên tài siêu cấp. Da mặt ngươi cũng dày thật. Nữ tử nói. Bất kể thế nào, người cũng coi như không tồi, không khiến ta đến một chuyến đến không công. Có điều, tính tình này của ở tuyệt đối là một kẻ gây họa, chủ nhớ kỹ cho lão nương, có thể gây họa, nhưng mắt phải sáng một chút, đừng có gây ra họa có thể giết ngươi, ví dụ như lão bất tử vừa rồi, bằng không lão nương ta không kịp cứu ngươi đâu. Tóm lại, người bất gây họa thôi. Vạn nhất người khác cứ muốn chọc ta thì sao? Dương Diệp nói. Vậy ngươi thì chơi lại. Kiếm của ngươi là để làm gì? Nữ nhân nói. Nếu chọc phải loại cấp bậc như lão quái vật vừa rồi thì sao? Dương Diệp lại hỏi. Thì chạy. Nữ nhân nói. Chạy không lại thì sao? Dương Diệp lại hỏi. Ngươi có phải muốn ăn đòn không? Nữ nhân nói. Dương Diệp. Trầm mặc một thoáng, nữ tử nói. Khi nhìn thấy ngươi và lão bất tử nói chuyện. Kỳ thật trong lòng ta không muốn ngươi gia nhập cổ kiếm trai, bởi vì một khi ngươi gia nhập, có lẽ ngày sau sẽ mang đến đại khí vận cho cổ kiếm trai, nói không chừng có thể dẫn dắt cổ kiếm trai trở thành thế lực cấp kim cương. Nhưng nói không chừng cũng sẽ mang đến tai ương ngập đầu cho cổ kiếm trai,
không chỉ cổ kiếm trai, nói không chừng lão nương ta cũng bị ngươi kéo xuống nước. Có thể nói, ngươi chính là con dao hai lưỡi. Dương Diệp trầm mặc, bởi vì nữ nhân này nói quả thật rất đúng, không nói cái khác, hắn khẳng định là sẽ phải chống đối với Vân Tiêu Thánh Điện. Khi đó rất có khả năng thật sự sẽ khiến cổ kiếm trai và Vân Tiêu Thánh Điện đối địch nhau. Dương Diệp hít sâu một hơi, nói. Các ngươi nếu không muốn ta gia nhập cổ kiếm trai, có thể đuổi ta đi, ta sẽ không trách các ngươi. Thối lắm. Nữ tử đột nhiên phẫn nộ quát. Ngươi cho rằng lão nương là người sợ phiền phức à? Khóe miệng Dương Diệp giật giật, nữ nhân này tính tình quá nóng nảy rồi. Nữ tử lại nói. Khiến ta thay đổi chủ ý là vì câu nói kia của ngươi, ngươi nói cổ kiếm trai ta không phụ ngươi, ngươi sẽ không phụ cổ kiếm trai. Được lắm, coi như là nam nhân, ta cũng nói với ngươi một câu, chỉ cần ngươi không phụ cổ kiếm trai ta sẽ không phụ ngươi. Nói xong, thân hình nữ tử khẽ run lên, biến mất trước mặt Dương Diệp, cùng lúc đó, cảnh tượng trong sân lại biến ảo, sau đó khôi phục bình thường. Dương Diệp, vượt qua cửa thứ 5 rồi. Hiện tại mặt mũi của Thanh Đạo Môn biết để vào đâu đây? Trong sân, không biết là ai lên tiếng. Vấn đạo. Một cửa này là cửa từ lúc Thanh Đạo Môn thành lập tông môn tới nay, chưa từng có ai có thể vượt qua, mà một cửa này lại bị một đệ tử của kẻ tử thù của Thanh Đạo Môn phá rồi. Vào lúc này, không chỉ người của Cố Kiếm Trai khiếp sợ, ngay cả người của Thanh Đạo Môn cũng chấn kinh. Vô số đệ tử Thanh Đạo Môn không biết từ khi nào xuất hiện ở dưới chân Đăng Vân Thê. Cùng cổ kiếm trai và vô số huyền giả, ánh mắt của bọn họ đều dừng ở trên người Dương Diệp. Hai bên trái phải Dương Diệp là cổ chân nhân và hai cường giả thánh giả cảnh khác, mà ở đối diện Dương Diệp là sự phó của Phù Cẩm Tiên và một lão giả áo xám và một lão giả áo đen. Ba người cổ chân nhân thần sắc ngưng trọng, đề phòng, như lâm đại địch, mà ba người của Thanh Đạo Môn thì sắc mặt trầm như nước, mắt nhìn chằm chằm Dương Diệp không chớp. Không khí có chút khẩn trương, cũng có chút ngưng trọng. Dương Diệp thông qua cửa thứ 5 này, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là thiên phú và thực lực của Dương Diệp có thể là khủng bố nhất trong Thanh Đạo Môn ngoài tổ sư của Thanh Đạo Môn. Nói cách khác, nếu để Dương Diệp tiếp tục phát triển, tương lai Thanh Đạo Môn nhất định sẽ có thêm một kẻ địch là cường giả tuyệt thế. Một người hơi có chút đầu óc là biết, kẻ địch, đặc biệt là kẻ địch vô cùng có tiềm lực, tốt nhất phải bóp chết trong trứng nước. Thanh Đạo Môn biết đạo lý này, cổ kiếm trai cũng biết đạo lý này. Cho nên, ba người cổ chân nhân như lâm đại địch, bởi vì Thanh Đạo Môn rất có thể sẽ bất chấp tất cả mọi giá tru sát Dương Diệp. Lúc này, lão giả áo đen dẫn đầu Thanh Đạo Môn đột nhiên nhìn Dương Diệp, trong mắt lão có một tia phức tạp, nói. Vì sao ngươi lại là đệ tử cổ kiếm trai? Lại vì sao cứ phải không chết không ngừng với Thanh Đạo Môn ta? Thôi, tất cả đều là vô nghĩa rồi. Tay phải lão giả áo đen vung lên. Cấm linh tuyệt trận. Thanh âm của lão giả áo đen vang vọng ở chân trời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghe vậy, ba người cổ chân nhân biến sắc, cổ chân nhân gầm lên. Dẫn hắn đi. Dứt lời, cổ chân nhân bấm tay điểm một cái, một thanh cự kiếm xẹt qua trường không, nháy mắt đã tới trước mặt lão giả áo đen. Hai tay lão giả áo đen đột nhiên xé một cái ở trước mặt, trực tiếp xé rách thanh cự kiếm này thành hai nửa, kiếm vỡ. Nhưng nó lại bộc phát ra kiếm khí nhẹ nhẹ vô cùng vô tận, những kiếm khí này trong nháy mắt đã bao phủ ba người lão giả áo đen. Ở bên cạnh, vào khoảnh khắc cổ chân nhân vừa dứt lời, hai lão giả còn lại liền lập tức dẫn Dương Diệp định bỏ đi. Nhưng mà, hai lão giả bỗng nhiên biến sắc, bởi vì chung quanh đột nhiên có một lồng ánh sáng màu đen cực lớn dâng lên, trên lồng ánh sáng màu đen này tỏa ra phù văn quỷ dị, còn có các loại yêu thú kỳ dị. Khi nhìn thấy lồng ánh sáng màu đen này, vẻ mặt của hai lão giả vô cùng ngưng trọng. Phía dưới, vô số đệ tử cổ kiếm trai và huyền giả đang quan chiến sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bởi vì chỉ cần không phải kẻ ngốc cũng biết Thanh Đạo Môn muốn làm gì. Thánh giả đánh nhau, phàm nhân gặp họa. Lúc này, một tiếng nổ vang lên, những tia kiếm khí của lão giả áo đen lập tức bị đẩy lui, những tờ kiếm này thì lại không biến mất, mà quay về trước mặt cổ chân nhân. Các ngươi không đi được đâu. Lão giả áo đen vừa dứt lời, trong sân lại xuất hiện hai lão giả, cũng là thánh giả. Bên Thanh Đạo Môn hiện giờ đã có 5 vị thánh giả. Xem ra Thanh Đạo Môn ngươi thật sự muốn chó cùng rứt dậu rồi. Cổ chân nhân trầm giọng nói. Lão giả áo đen chỉ vào Dương Diệp, nói.
hắn phải chết, cho dù là cổ kiếm trai ngươi khai chiến với thanh đạo môn ta. Thiên phú của Dương Diệp đã khiến cho toàn bộ cao tầng thanh đạo môn kiêng kỵ, dưới sự toàn lực bồi dưỡng của cổ kiếm trai, Dương Diệp này trong tương lai tuyệt đối là một tồn tại sẽ phá vỡ cân bằng, cũng chính là lúc thanh đạo môn thật sự diệt vong. Cho nên, cao tầng của thanh đạo môn nhất trí quyết định, Dương Diệp phải chết. Một khi cổ kiếm trai và thanh đạo môn khai chiến, mọi người sẽ lưỡng bại câu thương. Cổ chân nhân trầm giọng nói. Hắn không chết, tương lai chỉ là thanh đạo môn ta bị thương. Lão già áo đen nói. Ta biết ngươi muốn kéo dài thời gian, nhưng ngươi nên hiểu, cấm linh tuyệt trận này chính là tổ sư thanh đạo môn ta năm đó lưu lại, có thể tru sát thánh giả. Cho nên, cho dù là kiếm vô trần đến cũng đừng hòng trong khoảng thời gian ngắn phá được trận này. Nói xong, năm thánh giả của thanh đạo môn từ năm phương hướng bao vây đám người cổ chân nhân, mà ánh mắt của bọn họ đều tập trung trên người Dương Diệp, chỉ cần lão già áo đen ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ toàn lực giết chết Dương Diệp. Một kích chí mạng của năm cường giả thánh giả, đừng nói bên cổ chân nhân chỉ có ba người, cho dù thêm ba người nữa cũng không cản được. Ngay khi đám người lão già áo đen muốn động thủ thì Dương Diệp đột nhiên hỏi. Các ngươi có biết khảo nghiệm trong cửa thứ năm là gì không? Lão già áo đen nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi muốn nói gì? Dương Diệp cười cười nói. Ta gặp một lão nhân này nói lão nhìn ta rất thuận mắt, sau đó tặng cho ta một thứ. Nói xong, Dương Diệp lấy ra nạp giới tổ sư thanh đạo môn đưa cho hắn, nói. Cho dù là cái này, các ngươi nhận ra chứ? Khi nhìn thấy chiếc nạp giới này, sắc mặt đám người lão già áo đen trong nháy mắt liền thay đổi. Sao có thể? Sao có thể? Tổ sư sao có thể đưa chiếc nhẫn này cho ngươi? Sao có thể? Trong mắt lão già áo đen đầy vẻ khiếp sợ và bất khả tư nghị, bốn gã cường giả thánh giả cảnh của thanh đạo môn còn lại cũng vậy. Thì ra các ngươi biết đây là thứ gì? Dương Diệp cười cười nói. Có thể nói với ta được không? Bởi vì khi lão tặng cho ta cũng không nói với ta đây là thứ gì. Lão già áo đen đột nhiên vươn tay ra vẫy một cái. Nạp giới màu đen bay đến trên tay lão, nhìn nạp giới màu đen một lúc, lão già áo đen hít sâu một hơi, sau đó bấm tay búng một cái, nạp giới bay về trong tay Dương Diệp, nói. Ông ta nói gì với ngươi? Dương Diệp cười nói. Cũng không có gì, ông ta bảo ta làm môn chủ thanh đạo môn đời tiếp theo. Nghe vậy, không chỉ đám người lão già áo đen biến sắc, ngay cả đám người cổ kiếm trai cũng vậy. Đặc biệt là ba người cổ chân nhân. Ánh mắt của bọn họ toàn bộ tập trung trên người Dương Diệp, muốn nhìn xem Dương Diệp có phải đang nói đùa hay không. Lão già áo đen trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Ngươi trả lời thế nào? Ta đương nhiên là cự tuyệt. Dương Diệp nói. Bởi vì ta nói với ông ta, rất nhiều người của thanh đạo môn muốn giết ta, ta nếu làm môn chủ đời tiếp theo của các ngươi, vậy chẳng phải là tự nhảy vào hố lửa à? Nghe thấy Dương Diệp nói vậy. Ba người cổ chân nhân lập tức thở phào nhẹ nhõm, mà đám người lão già áo đen cũng thở phào nhẹ nhõm. Dương Diệp đột nhiên thở dài một tiếng, nói. Lão nhân đó nói, chỉ cần ta cầm cái giới chỉ này này, người của thanh đạo môn sẽ không ra tay với ta, nhưng hiện tại xem ra lão là đánh rắm rồi. Càn rỡ! Lão già áo đen đột nhiên gầm lên, nhưng giống như là nghĩ tới gì đó, lão bình phục cảm xúc của mình, cố gắng khiến thanh âm của mình trở nên nhu hòa một chút, nói. Ông ta chính là tổ sư của thanh đạo môn ta, cũng là. Tóm lại, xin ngươi tôn trọng ông ta một chút. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, nói. Ta chẳng lẽ nói không đúng à? Xem ra lão bốc phét rồi, cho nên chẳng cái nạp giới này nữa làm gì. Nói xong, Dương Diệp thuận tay ném một cái, chiếc nạp giới đó liền từ chân trời rơi xuống. Đám người mão giả áo đen biến sắc, lão giả áo đen vươn tay ra vẫy một cái, nạp giới lập tức bay về tay lão. Lão nhìn về phía Dương Diệp, rõ ràng đang vô cùng tức giận, nhưng lại không phát tác, ngược lại thần sắc nhu hòa nói. Nếu đây là lão nhân gia tặng cho ngươi, vậy ngươi nhận lấy đi. Ngươi yên tâm, chuyện giữa ngươi và thanh đạo môn ta từ giờ trở đi sẽ xóa bỏ. Thật sự xóa bỏ à? Dương Diệp nói. Tất nhiên. Lão già áo đen vội vàng gật đầu nói. Dương Diệp nói. Vậy được rồi, ta miễn cưỡng nhận lấy vậy. Nói xong. Hắn vươn tay ra vẫy một cái, chiếc nạp giới màu đen lập tức bay về tay hắn. Nhìn thấy một màn này, đám người lão già áo đen thở phào nhẹ nhõm, mà đúng lúc này, Dương Diệp lại nói.
Đúng rồi, lão nhân đó còn nói với ta một việc. Việc gì? Vẻ mặt của đám người lão già áo đen lập tức trở nên nghiêm túc. Dương Diệp nói. Cũng không có gì, là nói nếu ta cần gì thì có thể yêu cầu Thanh Đạo Môn. Ừ, ta vừa hay đang nghèo, cho nên muốn mượn các ngươi 100 vạn đá năng lượng siêu phẩm, các ngươi yên tâm, ta cam đoan sẽ trả lại. Sắc mặt đám người lão già áo đen lập tức trở nên khó coi. Tiểu tử, đủ rồi đó. Mỹ phụ đó bỗng nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía Mỹ phụ, nói. Đúng rồi, người không phải mới rồi có nói chỉ cần ta vượt qua được cửa thứ 5 thì sẽ viết một chữ phục cho ta sao? Ngươi là cường giả thánh giả, chắc không lật lọng chứ? Khóe miệng Mỹ phụ giật giật, sau đó nói. Làm sao sao có thể lật lọng? Có điều ta không nói là viết cho ngươi lúc nào, như vậy đi, 1 vạn năm sau nếu ngươi vẫn còn sống, ta sẽ viết cho ngươi, thế nào? Dương Diệp giơ ngón tay cái về phía Mỹ phụ, nói. Ngươi lợi hại. Nói xong, Dương Diệp nhìn về phía lão già áo đen, nói. Các ngươi nhưng đừng nói với ta cho các ngươi ngay cả 100 vạn đá năng lượng siêu phẩm cũng không có nhé, vẫn là câu gió. Lời nói của lão nhân đó chẳng là cái thá gì hết. Nếu vậy thì cái giới chỉ này giữ lại có ích gì? Ta trả lại cho các ngươi này. Nói xong, hắn bấm tay búng một cái, nạp giới lại bay về trước mặt lão già áo đen. Khóe miệng đám người lão già áo đen không ngừng co rúm, một lúc sau, lão hít sâu một hơi, búng lại nạp giới về trước mặt Dương Diệp, nói. Sao lại nói vậy, nếu là lão nhân gia dặn dò, chúng ta sao có thể không nghe theo? Trong đây có 100 vạn đá năng lượng siêu phẩm. Coi như là ta tặng ngươi, không cần phải trả lại. Nếu có thể, lão tất nhiên hy vọng Dương Diệp sẽ trả lại, nhưng vấn đề là hắn sẽ trả sao? Tên tiểu nhân vô sỉ này, là một kẻ lấy lông gà làm lệnh tiễn. Tao sao có thể không biết xấu hổ như vậy được? Dương Diệp có chút thẹn thùng, hắn, giãy giụa, hồi lâu, sau đó nói. Được rồi, nếu các ngươi đã có tâm ý như vậy, ta sẽ nhận. Nói xong, hắn thu hồi nạp giới. Sau đó nói, chúng ta có thể đi được rồi chứ? Đi thong thả. Khi nói những lời này, sắc mặt lão già áo đen có chút đặc sắc. Dương Diệp cười cười, đang chuẩn bị xoay người rời đi, đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên từ xa truyền đến. Người cứ vậy mà đi à? Là Thanh Đạo Phu. Thanh Đạo Phu. Vô số người khiếp sợ. Ở toàn bộ Thanh Châu, thế hệ trẻ tuổi có ngũ đại thiên tài. Phân biệt là Lục Uyển Nhi của Cổ Kiếm Trai, Thanh Đạo Phu của Thanh Đạo Môn, Hư Vô Thân của Vô Cực Ma Tông, Thượng Quan Vân Hải của Vân Hải Thư Viện, Lâu Thiên Tiêu của Vân Tiêu Thánh Điện. 5 người này có thể nói là đại biểu cho thế hệ trẻ tuổi của Thanh Châu. Bọn họ, là thiên chi kiêu tử chân chính, cũng là người trẻ tuổi đứng ở đỉnh cao nhất của Thanh Châu ngoài thánh giả. Dương Diệp xoay người nhìn lại, một người trẻ tuổi đứng trên không trung, từ diện mạo của người trẻ tuổi cho thấy chỉ khoảng hơn 20 tuổi. Mặc thanh sam, tóc dài ngang vai, tóc mai đã chuyển màu trắng, giống như bông tuyết tô điểm. Khí tức thâm trầm như biển, thực lực sâu không lường được. Đây là cảm giác của Dương Diệp lúc này. Đúng là Thanh Đạo Phu, đúng là Thanh Đạo Phu, hắn không ngờ thật sự đi ra. Hiện giờ Thanh Đạo Môn người thua kẻ chết, hắn nếu không ra, vậy Thanh Đạo Môn không có cơ hội nhặt lại mặt mũi. Các ngươi nói xem Dương Diệp và Thanh Đạo Phu ai mạnh hơn dơn. Thanh Đạo Phu. Khẳng định là Thanh Đạo Phu. Ta cũng cảm thấy là Thanh Đạo Phu. Dương Diệp trung quy vẫn chỉ là hậu càng giả cảnh, mà Thanh Đạo Phu đã là bán thánh. Dương Diệp làm sao địch lại Thanh Đạo Phu? Tuy rằng Dương Diệp có năng lực vượt cấp, nhưng Thanh Đạo Phu cũng có. Cho nên, hiện tại nếu 2 người giao thủ, Dương Diệp tất sẽ thất bại. Vốn ta cảm thấy trong Cổ Kiếm Trai, người có thể làm đối thủ của ta chỉ có Lục Uyển Nhi. Nhưng hiện tại xem ra, vừa có thêm 1 người. Ngươi tới tát vào mặt Thanh Đạo Môn, ngươi không đánh 1 trận với Thanh Đạo Phu ta thì sao có thể tính là tát vào mặt Thanh Đạo Môn? Thanh Đạo Phu nhìn Dương Diệp nói. Cho nên, chúng ta đánh 1 trận nhé. Thanh Đạo Phu, ngươi là bán thánh. Cổ chân nhân trầm giọng nói. Đạo Phu, để họ đi đi. Lão già áo đen đó cũng nói, trong thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ và không cam lòng. Thanh Đạo Phu lắc đầu, nói. Tuy hắn là truyền nhân do tổ sư lựa chọn, nhưng hắn không phải người của Thanh Đạo Môn. Nếu hắn đến để tát vào mặt Thanh Đạo Môn, là người của Thanh Đạo Môn,
ta cần phải đòi lại thể diện cho Thanh Đạo Môn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ta là bán thánh trung cấp, ngươi là hoàng giả cảnh, giao thủ với ngươi tất nhiên không công bằng, nên thế này nhé, một chiêu, chỉ cần ngươi có thể tiếp được một chiêu của ta thì coi như ta bại, thế nào? Một chiêu, một chiêu, một chiêu, một chiêu. Phía dưới, vô số đệ tử của Thanh Đạo Môn gầm lên, bọn họ như đã phát điên, giống như muốn phát tiết sự uất nghẹn lúc trước. Toàn bộ đệ tử Cổ Kiếm Trai nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt bọn họ là chiến ý. Vô số huyền giả cũng nhìn về phía Dương Diệp. Nếu Thanh Đạo Phu nói muốn kịch chiến sinh tử với Dương Diệp, mà Dương Diệp cự tuyệt, tất cả mọi người sẽ thấu hiểu, không chỉ thấu hiểu mà còn nhân tiện khinh bỉ Thanh Đạo Phu, dù sao Thanh Đạo Phu cũng bán thánh trung cấp, cao hơn cả một cấp. Nhưng Thanh Đạo Phu không nói là muốn kịch chiến sinh tử với Dương Diệp, chỉ bảo Dương Diệp đỡ một chiêu. Chỉ một chiêu. Nếu Dương Diệp không dám đáp ứng, vậy tất cả những gì mà hắn làm lúc trước đều sẽ thành nước chảy về biển đông. Bởi vì như vậy sau này thế nhân sẽ nói, Dương Diệp ngay cả một chiêu của Thanh Đạo Phu cũng không dám tiếp. Trong ánh mắt của mọi người, Dương Diệp cười nói. Đừng nói một chiêu, cho dù 10 chiêu, 100 chiêu thì có là gì. Ong! Vô số đệ tử Cổ Kiếm Trai trong nháy mắt sôi trào, vô số tiếng kiếm vang sộc lên trời. Hay! Không hổ là đệ tử của lão tử. Ở bên cạnh, Cổ Chân Nhân cũng không nhịn được mà nhiệt huyết sôi trào. Hai lão già bên cạnh Cổ Chân Nhân cũng gật đầu, không chỉ ba vị thánh giả của Cổ Kiếm Trai, ngay cả đám người lão già áo đen ở xa xa cũng thầm gật đầu trong lòng, trong mắt hiện ra vẻ tán thưởng. Vứt bỏ thân phận của hai bên, Dương Diệp quả thật rất ưu tú, có thể nói, tuyệt không yếu hơn Thanh Đạo Phu năm đó. Lúc này, đám người lão giả áo đen cũng đã hiểu vì sao Dương Diệp có thể có được truyền thừa của tổ sư. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Thanh Đạo Phu gật đầu, nói. Nói vậy là ngươi đáp ứng. Dương Diệp lại lắc đầu, nói. Ngươi giao thủ với ta, ngươi thắng, ngươi sẽ lấy lại được mặt mũi cho Thanh Đạo Môn, mà ta thắng thì chẳng có bất kỳ lợi ích gì, bởi vì hiện tại bản thân ta đã là tranh được mặt mũi cho Cổ Kiếm Trai rồi. Cho nên, muốn ta tiếp ngươi một chiều, cũng được. Nhưng phải lấy ra thù lao khiến ta động lòng. Tiểu tử, người có phải nô tài của vật chất không vậy? Ở bên cạnh, thánh giá mỹ phụ của Thanh Đạo Môn không nhịn được trầm giọng nói. Dương Diệp nhún vai, nói. Nghèo quá mà, biết sao được. Nói xong, Dương Diệp nhìn về phía đó lão giả áo đen, nói. 100 vạn đả năng lượng siêu phẩm, cho ta 100 vạn đả năng lượng siêu phẩm, ta sẽ tiếp hắn một chiều. Nếu không cho, ta sẽ đi luôn. Mà ta đi rồi, Thanh Đạo Môn ngươi sau này muốn tìm lại thể diện cũng khó đấy, cho nên người phải nghĩ cho kỹ. Hắn sở dĩ bắt chẹt Thanh Đạo Môn như vậy, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất chính là đúng như hắn nói, hắn rất nghèo. Tuy kinh mạch của hắn hiện tại đã được chữa trị, nhưng Tiểu Tuyền Qua vẫn chưa thật sự khôi phục như bình thường. Hắn biết, Tiểu Tuyền Qua muốn khôi phục như bình thường thì cần rất nhiều tử khí. Cũng chính là cần rất nhiều đá năng lượng siêu phẩm. Hắn không biết rốt cuộc phải cần bao nhiêu đá năng lượng siêu phẩm mới có thể khiến Tiểu Tuyền Qua khôi phục bình thường, nhưng không nghi ngờ gì nữa, đây tuyệt đối là một con số khổng lồ. Cho nên hắn phải dốc hết khả năng kiếm về thật nhiều đá năng lượng siêu phẩm. Thế này được không? Thanh Đạo Phu bỗng nhiên nói. Nếu ngươi có thể tiếp được một chiêu của ta, chúng ta sẽ cho ngươi 100 vạn đá năng lượng siêu phẩm, nhưng nếu ngươi không tiếp được, sẽ không cho ngươi 100 vạn đá năng lượng siêu phẩm này, ngươi thấy có được không? Được. Dương Diệp nói. Kỳ thật Dương Diệp minh bạch, bất kể là như thế nào, hắn đều phải tiếp một chiêu của Thanh Đạo Phu này, bởi vì đây là cơ hội cuối cùng để Thanh Đạo Môn lấy lại mặt mũi. Nếu hắn cự tuyệt, vậy chắc chắn sẽ chôn xuống mầm tai họa cho bản thân, bởi vì thế chẳng khác nào là chấm dứt hy vọng cuối cùng để Thanh Đạo Môn lấy lại thể diện. Thanh Đạo Môn có lẽ ngoài mặt sẽ không tìm hắn. Nhưng trong tối thì sao? Hoặc là, sau này sẽ có vô số thiên tài của Thanh Đạo Môn đến khiêu chiến hắn. Tiếp một chiêu của Thanh Đạo Phu này, nếu không tiếp được thì Thanh Đạo Môn tất nhiên sẽ tìm lại được chút thể diện, cũng chẳng khác nào có một bậc thang để leo xuống. Mà một khi hắn tiếp được, vậy cũng chẳng khác nào nói với Thanh Đạo Môn rằng, Dương Diệp hắn có thể chống lại Thanh Đạo Phu. Thanh Đạo Môn hoặc là triệt để từ bỏ đoạn ân oán này, hoặc là tìm một người còn trâu hơn Thanh Đạo Phu để khiêu chiến hắn. Bất kể là thế nào, hắn cũng bớt đi được rất nhiều phiền toái. Nhìn thấy Dương Diệp đáp ứng,
Cổ chân nhân do dự một thoáng, sau đó nói. Có nắm chắc không đó? Nếu là cùng cấp, lão tất nhiên có lòng tin với Dương Diệp, nhưng hiện tại, thanh đạo phu này so với Dương Diệp còn cao hơn cả một cấp cảnh giới, tuy rằng chỉ một chiêu, nhưng chính bởi vậy mà lão càng không yên lòng, bởi vì thanh đạo phu tuy rằng sẽ không đánh ra một kích toàn lực, nhưng khẳng định sẽ không lưu thủ. Nếu ta tiếp được, tông môn có thưởng gì không? Dương Diệp cười nói. Tiểu tử ngươi đúng là nô lệ của vật chất. Cổ chân nhân cười mắng. Ngươi yên tâm, khẳng định là sẽ thưởng. Nếu ngươi tiếp được một chiêu của hắn, ta tự mình làm cho ngươi một hộp kiếm thuộc về ngươi. Yên tâm, khẳng định sẽ không thấp hơn tiên cấp. Vậy quyết thế nhé. Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn về phía đó thanh đạo phu, nói. Đến đây đi, để ta xem kẻ được gọi là thiên tài của thế giới này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Sau khi tới thế giới này, hắn đã gặp rất nhiều yêu nghiệt thiên tài, nhưng nói thật, không có ai lọt được vào mắt hắn. Thanh đạo phu này là thiên tài đỉnh cao nhất của Thanh Châu, nổi danh ngang với thiếu điện chủ gì đó của Vân Tiêu Thánh Điện. Nói thật, hắn cũng muốn xem thử thực lực của thiên tài đỉnh cao nhất Thanh Châu này mạnh như thế nào. Dù sao theo như lời của Mục Hàn San, ngay cả An Nam Tĩnh lúc này cũng kém hơn thiếu điện chủ của Vân Tiêu Thánh Điện một bậc. Đám người cổ chân nhân và thanh đạo môn lập tức lui ra, cổ chân nhân và lão già áo đen nhìn nhau, sau đó hai tay vẫy một cái, không gian chung quanh Dương Diệp và thanh đạo phu lập tức bị hai người bọn họ liên thủ tăng cường. Cùng lúc đó, một hàng rào không gian cực dày xuất hiện chung quanh Dương Diệp và thanh đạo phu. Thanh đạo phu đã là bán thánh, thực lực có thể dễ dàng xé rách không gian, thực lực của Dương Diệp cũng có thể dễ dàng chấn vỡ không gian, hai người phát lực, tuyệt đối có thể sẽ khiến cho không gian chung quanh sụp đổ, nếu không phong tỏa và tăng cường không gian chung quanh hai người, khẳng định sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người, thậm chí sẽ ảnh hưởng tới những ngọn núi chung quanh thanh đạo môn. Nào, để ta xem ngươi rốt cuộc yêu nghiệt tới mức nào. Theo thanh âm của thanh đạo phu vừa dứt, hai tay hắn vẫy một cái, trong chớp mắt, thiên địa biến sắc, một đám mây đen thật dày bao phủ toàn bộ vùng trời phía trên thanh đạo môn, trong đám mây đen đó, màu bạc không ngừng xẹt qua, thanh thế vô cùng khiếp người, cùng lúc đó, chung quanh đột nhiên xuất hiện một trận cuồng phong, gió sắc như đao, khiến hàng rào không gian chung quanh rung chuyển từng đợt, vẫn chưa hết, không biết từ khi nào, chân trời đổ mưa, mưa lúc ban đầu rất nhỏ, nhưng rất nhanh. Mưa càng lúc càng lớn, giống như cột nước, như vòi rồng. Kỳ dị hơn là chân trời còn xuất hiện sóng lửa che khuất cả nửa bầu trời, hình thành đối lập rõ ràng với mây đen. Tứ tượng quyết tiên cấp trung phẩm. Ở bên cạnh, trong mắt lão già áo đen hiện lên một tia hưng phấn, nói. Không ngờ đạo phu đã tu luyện thành công, đúng là kỳ tài ngút trời. Luyện kỹ này tới mức có thể mượn dùng lực lượng tự nhiên như mưa gió sấm sét, tương đương với thiên đạo chi uy, ha ha, tốt lắm. Lúc này trong mắt lão già áo đen tràn ngập tự tin, giống như thanh đạo phu đã nắm chắc thắng lợi. Ở bên cạnh, thần sắc của ba người cổ chân nhân trở nên ngưng trọng, ba người âm thầm đề phòng, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Thần sắc Dương Diệp cũng trở nên ngưng trọng, huyền kỹ này tuy rằng không phải lực lượng pháp tắc, nhưng so với tốc chi pháp tắc còn khủng bố hơn, bởi vì năng lượng ẩn chứa bên trong đã có thể tạo thành uy hiếp đối với kiếm vực của hắn. Nếu hắn thi triển kiếm vực để đối kháng, kiếm vực cho dù không sụp đổ thì thọ mệnh của hắn cũng sẽ bị tiêu giảm. Đột nhiên, mây đen dày đặc phía chân trời đột nhiên bị một tia chớp xé ra, tiếp theo, tia chớp đó đánh xuống trước mặt thanh đạo phu vươn tay ra nắm lấy tia chớp dài tới mức nối liền trời với đất đó, năng lượng cường đại chấn cho tóc dài của thanh đạo phu tung bay, ở trong mắt hắn có một tia dữ tợn và điên cuồng. Dương Diệp, đỡ một chiêu này của ta. Thanh âm của thanh đạo phu đột nhiên vang vọng. Trong phút chốc, thiên địa biến sắc. Theo thanh âm của thanh đạo phu vừa dứt, gió và lửa, cùng cả mưa trong nháy mắt hợp thành một con cự long dài gần ngàn trượng, vắt ngang trong thiên địa, tỏa ra thiên địa chỉ uy hủy thiên diệt địa. Xuất, tay phải thanh đạo phu đột nhiên vung lên, tia chớp trong tay hắn lập tức hạ xuống cự long, trong nháy mắt, sấm sét dung nhập vào cự long, hình thành từng đạo long lân nhỏ từ sấm sét tạo thành. Lúc này, thiên địa chỉ uy trên người cự long càng thêm khủng bố. Hủy thiên diệt địa chân chính. Mọi người nhìn một màn này với vẻ kinh hãi, không nghi ngờ gì nữa, tất cả bọn họ đã bị một màn trước mắt này khiến cho rung động. Tuy rằng mọi người đều biết Thanh Đạo Phu là một trong năm thiên tài đỉnh cao nhất của Thanh Châu hiện tại, nhưng cũng rất ít người thấy hắn xuất thủ,
hiện tại, bọn họ đã thấy rồi, hơn. Nữa hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ. Bởi vì đây không giống như là lực lượng mà con người có thể phát ra được, mà giống như là lực lượng thiên đạo và tự nhiên tạo ra. Đám người cổ chân nhân cũng khẽ nhíu mày, bởi vì một kích này của Thanh Đạo Phu cho dù là rất nhiều bán thánh cao cấp cũng không thể làm được tới mức độ này. Dương Diệp sẽ ngăn cản như thế nào? Mượn kiếm dùng một chút. Thanh âm của Dương Diệp đột nhiên vang lên, tiếp theo, kiếm của vô số đệ tử cổ kiếm trai phía dưới phóng lên cao, đi tới vùng trời phía trên Dương Diệp. Lập tức, kiếm quang tung hoành, kiếm khí tràn ngập. Đám người cổ chân nhân càng nhíu mày, bởi vì nếu Dương Diệp muốn dựa vào những kiếm này để ngăn cản một chiêu này của Thanh Đạo Phu, vậy căn bản là không được, trừ phi kiếm ý của hắn có thể khôi phục đến thiên cấp tam trọng, bằng không, cho dù một vạn thanh kiếm cũng không được. Trong mắt người của cổ kiếm trai đều xuất hiện vẻ lo lắng, bởi vì tương tự, bọn họ cũng biết nếu Dương Diệp muốn dựa vào những thanh kiếm này, vậy căn bản không thể chiến thắng được một chiêu này của Thanh Đạo Phu. Hắn muốn làm gì? Trần Đông chau mày, trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc. Trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, Dương Diệp đột nhiên bấm tay búng về phía cự long, vô số đạo kiếm quang bắn ra, mà hắn cũng theo những kiếm quang này lao về phía cự long đó. Gừ! Dưới sự ra hiệu của Thanh Đạo Phu, cự long phát ra một tiếng gầm to, sau đó mang theo uy áp khủng bố hủy thiên diệt địa đâm về phía Dương Diệp. Đi qua đâu là không gian lập tức chấn động kịch liệt, vô cùng khiếp người. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện. Kiếm vực. Đám người lão giả áo đen của Thanh Đạo Môn biến sắc, ánh mắt hướng sang, chỉ thấy vô số đạo kiếm quang đang bao vây lấy Dương Diệp, bởi vì có kiếm vực ngăn cách, do vậy, bọn họ lúc này căn bản không thể cảm ứng được Dương Diệp. Sao có thể? Đột nhiên, Thanh Đạo Phu thất thanh nói. Theo thanh âm của Thanh Đạo Phu vừa dứt, mọi người có mặt đều biến sắc. Bởi vì cự long của Thanh Đạo Phu không ngờ đang tiêu tán với tốc độ cực nhanh. Không đến một hơi thở, cự long được tạo ra từ bốn loại lực lượng của thiên địa biến mất ở chân trời. Mọi người hóa đá, bao gồm cả đám người cổ chân nhân và năm lão giả áo đen. Kiếm quang tan đi, Dương Diệp xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Lúc này bộ dạng của Dương Diệp đã xảy ra một chút biến hóa, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, giống như bị hút khô máu. Không chỉ như vậy, tóc mai của hắn không ngờ cũng giống như Thanh Đạo Phu, đã biến thành màu trắng. Một kích mạnh thật. Dương Diệp sờ sờ tóc mình, trong mắt lộ vẻ ngưng trọng. Lần này hắn giống như lúc giết Vương Âm Dương, trước tiên thi triển kiếm vực ngăn cách sự dò xét của mọi người, sau đó thi triển tiêu vong pháp tắc. Tiêu vong pháp tắc chính là tiêu vong pháp tắc, cho dù là cự long đó cũng không thể ngăn cản được sự tiêu vong của lực lượng tiêu vong. Nhưng, hắn cũng bị phản phệ. Nội cự long tiến vào trong kiếm vực của hắn, bởi vì lực lượng ẩn chứa trong cự long quá mức cường đại, bởi vậy, tạo thành sự trùng kích trên trình độ nhất định đối với kiếm vực của hắn. Sự trùng kích này trực tiếp khiến cho hắn tổn thất gần trăm năm thọ mệnh. Hơn nữa khi tiêu vong pháp tắc và lực lượng của cự long va chạm, hắn cũng bị phản phệ. Hắn lần đầu tiên phát hiện, lực lượng pháp tắc thì ra không phải vô địch. Sau khi một loại lực lượng đạt tới trình độ nhất định, đừng nói là lực lượng pháp tắc, cho dù là lực lượng của vực cũng có thể uy hiếp. Đương nhiên, đây chủ yếu là bởi vì cảnh giới của hắn và đối phương chênh lệch hơi lớn, nếu là cùng cấp. Một kích này của đối phương tuyệt đối không thể uy hiếp đến kiếm vực và lực lượng pháp tắc của hắn. Nói tóm lại, cảnh giới của hắn vẫn quá thấp. Cảnh giới thấp, khi đối mặt với yêu nghiệt thiên tài bình thường thì không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng khi đối mặt với loại thiên tài cấp bậc cao hơn như Thanh Đạo Phu thì khẳng định sẽ phải chịu thiệt. Ngươi làm như thế nào? Thanh Đạo Phu trầm giọng hỏi. Đám thánh giả cổ chân nhân và áo đen cũng nhìn về phía Dương Diệp. Bọn họ cũng muốn biết Dương Diệp đã làm như thế nào. Vì Dương Diệp vô thanh vô tức đã phá tan một kích này của Thanh Đạo Phu. Tuy rằng thoạt nhìn thì hắn cũng phải trả giá đắt, nhưng điều này chung quy vẫn có chút khủng bố và thần bí. Hắn rốt cuộc dùng lực lượng gì mà có thể làm được như vậy? Cho ta 1000 vạn đá năng lượng siêu phẩm, ta sẽ nói với các ngươi, thế nào? Khóe miệng đám người lão giả áo đen giật giật, có chút không nhịn được muốn đập chết Dương Diệp. Đám người cổ chân nhân cũng lắc đầu, Dương Diệp này không khỏi quá tham tài. Thanh Đạo Phu nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Ta thua. Nói xong, hắn bấm tay búng một cái, một chiếc nạp giới bay đến trước mặt Dương Diệp. Sau đó xoay người định bỏ đi. Đợi đã.
Dương Diệp bỗng nhiên hô lên. Sao? Thanh đạo phu nói. Là ta thua chứ không phải thanh đạo môn thua. Cho nên, ngươi muốn vũ nhục à, vậy cứ vũ nhục ta đi, chẳng liên quan gì đến thanh đạo môn cả. Đám người lão giả áo đen nhìn về phía Dương Diệp, thần sắc có chút bất thiện. Ngươi không bại. Dương Diệp nói. Nghe vậy, đám người lão giả áo đen và thanh đạo phụ hơi ngẩn ra. Thanh đạo phụ xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nói. Có ý gì? Dương Diệp nói. Ngươi chỉ đánh ra một chiêu, ta cũng chỉ phá được một chiêu của ngươi, thế sao có thể tính là ngươi bại? Không bằng thế này đi, lần này coi như hòa, ngày sau ta đã tới bán thánh rồi, chúng ta sẽ đánh một trận công bằng, thế nào? Bất kể tổ sư thanh đạo môn truyền thừa cho hắn rốt cuộc là có dụng ý gì, nhưng hắn quả thật đã có được lợi ích, cũng bớt được rất nhiều phiền toái, cho nên, hắn không ngại cho thanh đạo môn này một bậc thang để trèo xuống. Dù sao, nếu hôm nay truyền ra việc thanh đạo phu bại dưới tay hắn, vậy thanh danh của thanh đạo môn chắc chắn sẽ rơi xuống vũng bùn. Không vì thanh đạo môn này thì coi như vì tổ sư của thanh đạo môn vậy. Hơn nữa, thanh đạo phu này quả thật cũng không hề thua hắn. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, đám người lão giả áo đen đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhìn nhau một cái, trong mắt đều lộ vẻ nghi hoặc và khó hiểu. Bọn họ không ngờ Dương Diệp này lại làm vậy. Phải biết rằng, chỉ cần truyền ra việc thanh đạo phu bại dưới tay hắn, vậy hắn lập tức sẽ trở thành thiên tài chói mắt nhất của toàn bộ Thanh Châu. Địa vị của hắn ở cổ kiếm trai khẳng định cũng sẽ đề thăng rất nhiều, có được sự coi trọng của cổ kiếm trai, nhưng mà hắn lại muốn làm vậy. Bốn người cổ chân nhân cũng rất khó hiểu và nghi hoặc. Vì sao? Thanh đạo phu hỏi. Dương Diệp nói. Không vì sao cả, giống như ta vừa rồi đã nói, ngươi quả thật không thua ta. Nếu chúng ta hiện tại giao thủ, hơn phân nửa là ta thua. Ta biết, thanh đạo môn muốn tìm về mặt mũi, cũng được, chờ sau khi ta đã tới bán thánh, chúng ta sẽ đánh một trận, thế nào? Chỉ là trong lúc này, ta không hy vọng có người của thanh đạo môn lại tìm tới ta gây chuyện, các người không tìm ta gây chuyện, ta tất nhiên sẽ không tìm các chuyện gây chuyện. Nói xong, Dương Diệp ra hiệu cho cổ chân nhân triệt hồi hàng rào không gian. Sau khi cổ chân nhân triệt hồi hàng rào không gian, Dương Diệp cao giọng. Thanh đạo phu, quả nhiên danh bất hư truyền. Dương Diệp không phải một người cổ hủ, cái gọi là thanh danh, thứ này có lúc không chỉ là vô dụng, ngược lại còn là một sự trói buộc. Bởi vậy, đối với cái thứ thanh danh này hắn luôn không coi trọng. Đương nhiên, sở dĩ đối đãi với thanh đạo môn như vậy cũng là vì tổ sư của thanh đạo môn. Đối phương tặng đại lễ như vậy, hắn cũng ngại đi và tiếp vào mặt thanh đạo môn. Hắn chính là một người như vậy, ngươi nể mặt ta, ta sẽ nể mặt ngươi. Ngươi nếu không nể mặt ta, ta nhất định sẽ tát vào mặt ngươi. Phù, thanh đạo phu không hổ là thanh đạo phu, ngay cả Dương Diệp cao ngạo như vậy cũng phải tôn kính hắn. Phải biết rằng, lúc trước người của thanh đạo môn đều bị Dương Diệp ngược đãi như chó. Nói đùa à, thanh đạo phu này nói như thế nào cũng là một trong năm đại thiên tài của Thanh Châu hiện tại. Dương Diệp này tuy rằng cũng yêu nghiệt đến cực điểm, nhưng cuối cùng vẫn hơi trẻ tuổi, cho hắn thêm mấy năm, nói không chừng sẽ có thể đối kháng với thanh đạo phu này đấy. Đúng vậy, cho Dương Diệp thêm một chút thời gian, năm đại thiên tài của Thanh Châu nhất định sẽ biến thành lục đại thiên tài. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, đám người lão giả áo đen của thanh đạo môn khi nhìn về phía hắn thần sắc đã trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Thanh đạo phu là đại biểu cho thế hệ trẻ tuổi của thanh đạo môn, cũng là trụ cột tinh thần của những người trẻ tuổi, nếu ngay cả hắn cũng bại, đối với thanh đạo môn mà nói không nghi ngờ gì nữa là một đả kích cực lớn. Tuy rằng thanh đạo phu không thật sự thua Dương Diệp, hơn nữa còn chỉ đánh ra một chiêu, nhưng thanh đạo phu so với Dương Diệp thì cao hơn cả một cấp. Dưới loại tình huống này, công kích của thanh đạo phu bị Dương Diệp phá vỡ, nói một cách nghiêm khắc thì xem như thanh đạo phu đã rơi vào thế hạ phong. Bởi vậy, Dương Diệp có thể nói như vậy, đồng thời cũng làm như vậy, trong lòng đám người lão giả áo đen không khỏi sinh ra một tia cảm kích. Thanh đạo phu nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Đợi ngươi đã tới bán thánh rồi, chúng a đánh lại. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lão giả áo đen nhìn Dương Diệp. Sau đó cùng bốn thánh giả còn lại rời đi. Dương Diệp nhìn về phía cổ chân nhân, nói. Chúng ta về cổ kiếm trai thôi. Hiện tại trên người hắn đã có mấy trăm vạn đá năng lượng siêu phẩm, còn có man thần kiếm cùng với băng diệt thần quyền vừa học được, hắn phải nhanh chóng chỉnh lý lại mấy thứ này,
sau đó mau chóng để thăng thực lực. Hắn không quên, An Nam Tĩnh và Mục Hàn San vẫn còn đang chờ hắn. Cổ chân nhân gật đầu, đột nhiên, lão ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau đó nói. Lục nha đầu tới rồi. Cổ chân nhân vừa dứt lời, một đạo kiếm quang xẹt qua, tiếp theo, một nữ tử xuất hiện trong sân. Bái kiến Lục sư tỷ. Trong sân, trừ đám người cổ chân nhân ra, tất cả đệ tử cổ kiếm trai đều thi lễ với nữ tử rồi cung kính nói. Trên không trung, một nữ tử đứng trên một thanh huyền kiếm. Nữ tử trước mắt này tất nhiên chính là Lục Uyển Nhi. Lục Uyển Nhi mặc váy dài màu xanh nhạt, trên váy thêu từng đóa sen kiếm tỏa ra kiếm ý như có như không, sắc bén. Nhưng lại không mất đi sự thanh nhã. Phần hông thắt một đai lưng màu xanh lục, đứng đón gió trên thân kiếm, quần áo dính sát vào thân thể mềm mại của nàng ta, càng làm tôn lên dáng người man diệu mảnh khảnh, vô cùng động lòng người. So với trước kia, trên người Lục Uyển Nhi lúc này đã không còn khí tức nhu nhược, thay vào đó là sự tự tin và thong dong. Nhìn Lục Uyển Nhi, trong mắt Dương Diệp có chút phức tạp. Năm đó khi gặp nàng ta rất ôn nhu yếu đuối, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Mà hiện tại, nàng ta đã trưởng thành thành một người mà vô số yêu nghiệt thiên tài cũng phải tôn kính. Lục Uyển Nhi nhìn Dương Diệp, vô số đệ tử cổ kiếm trai tắc thì nhìn nàng ta. Trong mắt vô số người là vẻ mê đắm không hề che giấu. Lục Uyển Nhi ở cổ kiếm trai là thiên chi kiêu nữ chân chính, không chỉ thực lực là có 102 trong thế hệ trẻ tuổi của cổ kiếm trai, còn xinh đẹp động lòng người, hơn nữa bình thường tính tình bình dị gần gũi. Có thể nói, nàng ta là nữ thần trong lòng vô số đệ tử cổ kiếm trai. Cái duy nhất không tốt chính là quá si mê kiếm, trừ kiếm ra, trong mắt nàng ta cơ hồ không chứa được bất kỳ ai. Trong ánh mắt của mọi người, Dương Diệp đi tới trước mặt Lục Uyển Nhi, sau đó vươn tay ra xoa xoa đầu Lục Uyển Nhi, cười nói. Uyển Nhi, đã lâu không gặp. Vô số người lập tức hóa đá. Hắn không ngờ xoa đầu Lục sư tỷ. Hắn còn gọi Lục sư tỷ là Uyển Nhi. Uyển Nhi, chúng ta không nhìn lầm chứ? Không nghe lầm chứ? Ta muốn đấu với hắn. Đừng ai cản ta muốn đấu với hắn, dám đùa giỡn Lục sư tỷ, hắn. Ta muốn đấu với hắn. Các ngươi đừng cản ta. Chúng ta đâu có cản ngươi. Dương Diệp này đúng là gan to tài trời, dám đùa giỡn Lục sư tỷ, các ngươi nhìn xem, Lục sư tỷ nhất định sẽ ngũ mã phanh thây hắn. Là băm thây thành vạn mơ cảnh. Ba người cổ chân nhân cũng hơi biến sắc, bọn họ rất hiểu tính tình của Lục Uyển Nhi này, tuy rằng bình thường bình dị gần gũi, không hay tức giận, nhưng nàng ta không phải hạng người dễ chọc. Bởi vì nàng ta khi tức giận sẽ giết người. Tiểu tử này đúng là gan to tài trời. Cổ chân nhân cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh cho Dương Diệp. Lục Uyển Nhi này là đệ tử chân truyền của kiếm chủ cổ kiếm trai, nói một cách không khách khí thì nàng ta là tồn tại có chỗ dựa cứng nhất trong cổ kiếm trai. Nếu nàng ta thật sự muốn động thủ, cho dù là lão cũng không nói được gì. Nhưng mà khiến mọi người bất ngờ là, Lục Uyển Nhi không động thủ, mà bước về phía Dương Diệp. Sau đó nhào vào trong lòng Dương Diệp, tựa đầu vào vai hắn, thấp giọng nói. Ta luôn cho rằng ngươi đã. Đối với nam nhân trước mắt này, nàng ta cả đời cũng quên không được. Bởi vì, là nam nhân này đã cứu mạng nàng ta, cũng là nam nhân thay đổi vận mệnh của nàng ta. Bằng không nàng ta có lẽ đã chết từ lâu rồi. Nhìn thấy một màn này, cằm của mọi người như sắp rớt ra. Ngay cả vẻ mặt của cổ chân nhân cũng cứng đờ ra đó. Dương Diệp hít sâu một hơi, nói. Ta đúng là suýt chút nữa thì chết. Lục Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn Dương Diệp một lúc, đột nhiên nàng ta giữ chặt tay Dương Diệp, nói. Chúng ta đâu có cản ngươi. Dương Diệp này đúng là gan to tài trời, dám đùa giỡn Lục sư tỷ, các ngươi nhìn xem, Lục sư tỷ nhất định sẽ ngũ mã phanh thây hắn. Là băm thây thành vạn cảnh. Ba người cổ chân nhân cũng hơi biến sắc, bọn họ rất hiểu tính tình của Lục Uyển Nhi này. Tuy rằng bình thường bình dị gần gũi, không hay tức giận, nhưng nàng ta không phải hạng người dễ chọc. Bởi vì nàng ta khi tức giận sẽ giết người. Tiểu tử này đúng là gan to tài trời. Cổ chân nhân cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh cho Dương Diệp. Lục Uyển Nhi này là đệ tử chân truyền của kiếm chủ cổ kiếm trai, nói một cách không khách khí thì nàng ta là tồn tại có chỗ dựa cứng nhất trong cổ kiếm trai. Nếu nàng ta thật sự muốn động thủ, cho dù là lão cũng không nói được gì. Nhưng mà khiến mọi người bất ngờ là, Lục Uyển Nhi không động thủ, mà bước về phía Dương Diệp,
sau đó nhào vào trong lòng Dương Diệp, tựa đầu vào vai hắn, thấp giọng nói. Ta luôn cho rằng ngươi đã. Đối với nam nhân trước mắt này, nàng ta cả đời cũng quên không được. Bởi vì, là nam nhân này đã cứu mạng nàng ta, cũng là nam nhân thay đổi vận mệnh của nàng ta. Bằng không nàng ta có lẽ đã chết từ lâu rồi. Nhìn thấy một màn này, cằm của mọi người như sắp rớt ra. Ngay cả vẻ mặt của Cổ Chân Nhân cũng cứng đờ ra đó. Dương Diệp hít sâu một hơi, nói. Ta đúng là suýt chút nữa thì chết. Lục Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn Dương Diệp một lúc, đột nhiên nàng ta giữ chặt tay Dương Diệp, nói. Chúng ta đi chỗ khác. Nói xong, tay ngọc phung lên, hóa thành một đạo kiếm quang cùng Dương Diệp biến mất phía chân trời. Rắc rắc. Trong sân vang lên tiếng trái tim vỡ nát của vô số đệ tử Cổ Kiếm Trai. Trên một ngọn núi, Dương Diệp và Lục Uyển Nhi ngồi ở vách núi, trước mặt hai người là vách núi cao vạn trượng, phía dưới xương trắng nghi ngút, giống như tiên cảnh. Thực lực của ngươi so với trước kia thì yếu hơn nhiều. Lục Uyển Nhi bỗng nhiên nói. Ngươi so với trước kia thì mạnh hơn nhiều, hiện tại chỉ sợ cho dù là ta cũng không nhất định có thể thắng được ngươi. Dương Diệp cười nói, hắn cũng không phải khiêm nhường. Lục Uyển Nhi lúc này đã là kiếm ý thiên cấp tam trọng, lại là bán thánh, hơn nữa còn được truyền thừa kiếm đạo của chủ nhân kiếm linh lúc trước. Hiện tại dưới sự dốc lòng bồi dưỡng của cường giả Cổ Kiếm Trai, có thể nói, đối phương thật sự là không hề kém hơn hắn. Lục Uyển Nhi bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Một lúc sau, nàng ta nhoẻn miệng cười, nụ cười này khiến trăm hoa mất đi màu sắc, khiến Dương Diệp cũng phải ngẩn ngơ. Lục Uyển Nhi nói, ngươi biết không, ta vẫn luôn hy vọng có được sự công nhận của ngươi. Vốn ta cho rằng đã không còn cơ hội này, nhưng trời cao đối với ta không tệ, không chỉ cho ta cơ hội, còn giúp ta thực hiện được. Nói đến đây, nàng ta quay đầu nhìn về phía chân trời xa xa, nói. Năm đó ở Huyền Giả Đại Lục, ngươi là tồn tại mà tất cả người trong thế hệ trẻ tuổi chúng ta phải ngước nhìn. Khi đó, mỗi lần nhìn thấy ngươi và cường giả giao thủ, ta đều hy vọng mình có thể giúp được ngươi. Nhưng ta không có năng lực đó. Ta rất hâm mộ An Nam Tĩnh, bởi vì nàng ta có thể kề vai chiến đấu với ngươi. Mà ta thì chỉ có thể níu chân ngươi. Loại tư vị này thật sự rất khó chịu. Ngươi hiện tại tuyệt không yếu hơn ta. Dương Diệp cười nói. Ngươi thật sự cảm thấy vậy à? Lục Uyển Nhi nói. Dương Diệp gật đầu. Lục Uyển Nhi nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Chờ ngươi đạt tới bán thánh, chúng ta luận bàn một phen nhé, thế nào? Dương Diệp nhìn Lục Uyển Nhi nói, ngươi có phải rất muốn thắng ta không? Lục Uyển Nhi gật đầu, nói quả thật rất muốn. Vì sao? Dương Diệp hỏi, Lục Uyển Nhi nói. Bởi vì thắng người rồi, người khẳng định sẽ không thể quên ta. Trầm mặc. Chỉ có gió tiếng rít. Ngươi biết không, ngươi còn có một khuyết điểm, nếu ngươi có thể thay đổi được khuyết điểm này, kiếm đạo của ngươi khẳng định sẽ có thể nâng cao thêm một bước. Lục Uyển Nhi bỗng nhiên nói. Xin được nghe tường tận hơn. Dương Diệp nói. Lục Uyển Nhi nói. Ngươi là một người rất quyết đoán, chỉ cần nhận định rồi sẽ quyết chí tiến lên, vĩnh viễn không từ bỏ, ngươi cũng là một người rất thuận theo bản tâm của mình. Bởi vì ngươi dám thừa nhận suy nghĩ nguyên thủy nhất của bản tâm, sau đó thì thuận theo bản tâm, bởi vì hai điểm này, kiếm đạo của ngươi rất mạnh, mạnh vô cùng. Nhưng, có một điểm ngươi không dám thuận theo bản tâm của mình, không chỉ không thuận theo, có lúc thậm chí còn trốn tránh, đó chính là tình cảm. Nói đến đây, Lục Uyển Nhi đột nhiên xích lại gần Dương Diệp, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói. Trong chuyện tình cảm, ngươi luôn bị động. Ngươi có biết nam nhân nào là đáng giận đáng buồn nhất không? Chính là loại rõ ràng muốn nhưng lại không dám, hơn nữa còn muốn giả vờ là nam nhân đứng đắn. Ngươi không phải là loại nam nhân như vậy, nhưng ngươi cũng biết đấy, sự trốn tránh của ngươi sẽ khiến ngươi tạo thành tổn thương giống như loại nam nhân này mang tới cho nữ tử. An Bích Như thích ngươi, Đinh Thược Dược cũng thích ngươi, thậm chí An Nam Tính cũng thích ngươi, nhưng ngươi thì sao? Ngươi luôn trốn tránh bọn họ. Đừng nói lúc ấy không có thời gian để nói tới tình cảm, đó đều là lý do. Cũng đừng nói người đồng thời tiếp nhận bọn họ là không công bằng đối với họ, đây cũng là lý do. Người đã yêu bọn họ cũng yêu ngươi, vậy ngươi là nam nhân, nên chủ động thừa nhận tình cảm này, hơn nữa đừng có trốn tránh. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp cười khổ, nói. Uyển Nhi, lâu ngày không gặp, người đã biến thành sắc bén như vậy rồi. Câu nào câu nấy đều chu tâm.
ta thiếu chút nữa đã bị ngươi nói cho dao động bản tâm. Ta nói không đúng sao? Lục Uyển Nhi nói. Dương Diệp lắc đầu, nói. Ngươi nói đúng, ở phương diện tình cảm, ta quả thật có chút yếu đuối. Ta hiện tại cũng đã hơi hiểu, vì sao có rất nhiều kiếm tu muốn chém đứt tình thân, tình bạn, thậm chí là tình yêu. Bởi vì tất cả các loại tình đều là một loại ràng buộc. Những loại tình này hoặc là thuận theo, hoặc là phải chặt đứt. Ta thì khẳng định là không chặt đứt được rồi. Lục Uyển Nhi lại nhoẻn miệng cười, nói. Con người ta không thể quá hoàn mỹ, ngươi có thể nghĩ vậy là tốt nhất. Nói đi, ngươi hiện tại có tính toán gì? Thanh thản ổn định ở cổ kiếm trai à? Dương Diệp lắc đầu, nói. Chắc ta không ở lại được cổ kiếm trai lâu đâu, bởi vì ta còn có rất nhiều chuyện phải làm. Chuyện chủ yếu nhất là tìm bọn An Nam Tĩnh và Vũ Tịch. An Nam Tĩnh ở Vân Tiêu Thánh Điện. Lục Uyển Nhi nói. Nghe đồn Lâu Thiên Tiêu hình như đang muốn cưỡng hôn nàng ta. Dương Diệp gật đầu nói. Ta biết. Lục Uyển Nhi nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Lâu Thiên Tiêu rất mạnh, Vân Tiêu Thánh còn mạnh hơn. Mạnh thế nào? Dương Diệp cười nói. Ngươi hiện tại khẳng định hy đánh không lại họ. Lục Uyển Nhi nói. Dương Diệp gật đầu, nói. Có lẽ ngươi nói không sai, có điều hắn cho dù mạnh tới mấy, cho dù hắn đã là thánh giả, ta vẫn phải tới, đúng không? Ta biết. Lục Uyển Nhi nói. Ngươi hiện tại phải khôi phục kiếm ý trước, không chỉ phải khôi phục kiếm ý, còn phải đề thăng thực lực của ngươi. Ta biết ngươi rất có lòng tin đối với bản thân, khẳng định cũng có con bài chưa lật cường đại, nhưng đừng khinh thị hắn, được không? Bởi vì nếu như vậy thì ngươi rất có thể sẽ chết. Nói đến đây, vẻ mặt Lục Uyển Nhi rất nghiêm túc. Hắn thật sự mạnh vậy à? Dương Diệp hỏi. Hắn là người được xem như mạnh nhất trong 5 người chúng ta. Lục Uyển Nhi nói. Nghe đồn hắn kỳ thật đã có thể thành thánh, nhưng là vì do công pháp của bản thân, nên hắn vẫn chân áp. Tuy rằng không thành thánh, nhưng lúc này một số thánh giả đã không thể dễ dàng giết hắn. Hắn vẫn chưa đến 30 tuổi mà. Dương Diệp nhíu mày nói. Thánh giả 30 tuổi á? Lục Uyển Nhi nói. Ở thế giới này, có một loại người, được xưng là thánh nhân trời sinh, cũng chính là trước lúc 30 tuổi nếu có thể đạt tới thánh giả, sẽ được gọi là thánh nhân trời sinh. Ta không chắc Lâu Thiên Tiêu có phải thánh nhân trời sinh hay không. Nhưng ở Trung Thổ Thần Châu, quả thật có thánh nhân trời sinh, cũng chính là yêu nghiệt siêu cấp trước 30 tuổi đã đạt tới thánh giả. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp đột nhiên đứng lên, sau đó nói. Đừng nói hắn hiện tại vẫn chưa phải thánh giả, cho dù hắn là thánh giả, ta há lại sợ hắn. Trời ta còn không sợ, ta chẳng lẽ lại đi sợ một người. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên tự dưng xuất hiện một đạo thiểm điện, sau đó đạo thiểm điện này trực tiếp bổ xuống Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nheo mắt lại, bởi vì uy lực của đạo thiểm điện này ít nhất cũng không kém thần lôi diệt thế đó. Ông trời à, ngươi đùa cái gì thế? Chỉ thuận miệng nói vậy thôi mà, ngươi có cần phải giáng thần lôi diệt thế xuống không? Dương Diệp không nhịn được chửi ầm lên. Đừng nói nữa, chạy mau. Thấy Dương Diệp vẫn chửi, Lục Uyển Nhi kéo tay Dương Diệp, sau đó tay ngọc vung lên, hóa thành một đạo kiếm quang cùng Dương Diệp biến mất ở phía chân trời. Dương Diệp và Lục Uyển Nhi vừa đi, ngọn núi mà họ vừa ngồi lập tức bị đạo lôi điện đó đánh thành bột mịn. Xa xa, Dương Diệp thấy một màn này. Tim không khỏi đập thình thịch. Đạo thần lôi diệt thế này nếu hắn xuất toàn lực vẫn có thể phá được, nhưng khẳng định sẽ bị thương. Đương nhiên, quan trọng nhất là hắn không ngờ ông trời thật sự vì một câu thuận miệng của hắn mà trực tiếp dùng thần lôi đánh hắn. Thiên đạo của linh giới này có linh, nó sẽ thi triển thiên phạt đối với người bất kính với nó theo bản năng. Lục Uyển Nhi trầm giọng nói. Đương nhiên, nếu là người bình thường, nó khẳng định sẽ khinh thường không thèm để ý đến. Nhưng ngươi thì khác, thực lực của bản thân ngươi đã đạt tới hoàng giả cảnh, hơn nữa trên người có thể còn tồn tại thứ gì đó khiến nó kiêng kỵ, cho nên nó mới giáng thiên phạt. Tóm lại, sau này ngươi ăn nói cho cẩn thận. Dương Diệp. Đúng lúc này, ba đạo kiếm quang đột nhiên từ chân trời lướt tới, tiếp theo, cổ chân nhân và hai thánh giả xuất hiện trước mặt hai người Dương Diệp. Khi cổ chân nhân nhìn thấy Dương Diệp và Lục Uyển Nhi, ba người cổ chân nhân lập tức ngây ngẩn cả người. Sau đó vẻ mặt của ba người có chút cổ quái, bởi vì Dương Diệp và Lục Uyển Nhi lúc này vẫn nắm tay nhau. Tốt lắm, rất tốt.
Cổ chân nhân cười tủm tỉm nói. Dương Diệp, ta bảo ngươi này, ngươi đừng có cô phụ Uyển Nhi, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Hai lão già thánh giả ở bên cạnh cũng vội vàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Nếu Dương Diệp và Lục Uyển Nhi có thể đến với nhau, vậy đối với cổ kiếm trai mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt, cũng là chuyện mà mọi người vui vẻ nhìn thấy. Bởi vì như vậy, có thể tránh được nội đấu. Phải biết rằng, một núi không thể có hai hổ, xuất hiện một thiên tài còn đỡ, nhưng nếu xuất hiện hai thiên tài, vậy có thể sẽ xuất hiện nội đấu, nếu Dương Diệp và Lục Uyển Nhi nội đấu, hậu quả không thể lường được. Mà hiện tại thì tốt rồi, hai người nếu đến với nhau, vậy còn có thể nội đấu sao? Cho dù đấu thì cũng là ra đấu. Nghe thấy lời nói của ba người cổ chân nhân, sắc mặt Lục Uyển Nhi hơi đỏ lên, buông tay Dương Diệp ra, sau đó nói. Tìm ngươi sau. Nói xong, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Tiểu tử, bản sự của ngươi không tồi đâu. Cổ chân nhân đi tới trước mặt Dương Diệp, cười nói. Nhà đầu đó tuy rằng bề ngoài thì nhìn bình dị gần gũi, không ra vẻ ta đây, nhưng trong lòng lại cao ngạo đến cực điểm, không ngờ ngươi có thể giành được trái tim của nàng ta, không đơn giản, ha ha. Dương Diệp cười khổ, cũng không giải thích, việc này càng giải thích thì càng phiền toái. Cười một hồi, cổ chân nhân nói. Tiểu tử ngươi có được một con rồng, phải không? Dương Diệp gật đầu, sau đó tay phải vung lên, thả man thần kiếm và cự long. Cổ chân nhân nhìn cự long đó, nói. Con rồng này thích hợp để luyện chế thành khí linh, chỉ là nếu vậy thì kiếm này của ngươi tuy rằng uy lực sẽ lớn hơn, sức nặng cũng lớn hơn, ngươi có thể dùng được không? Dương Diệp gật đầu, nói. Không sao, ta tự có biện pháp. Cổ chân nhân gật đầu, nói. Được, chúng ta về cổ kiếm trai. Nói xong, tay phải vung lên, bốn người biến mất. Chấm chấm chấm. Cổ kiếm trai. Cổ kiếm trai có 9 phong, trừ 9 phong ra, cổ kiếm trai còn có một tổng bộ, cũng chính là kiếm trai phong. Kiếm đám người cổ chân nhân không dẫn Dương Diệp tới thiên kiếm phong, mà là dẫn hắn đi tới kiếm trai phong. Khi Dương Diệp tới kiếm trai phong, không khỏi rung động, kiếm. Chi chít kiếm bồng bềnh chung quanh và vùng trời phía trên kiếm trai phong, mỗi một thanh kiếm ít nhất cũng trên đạo cấp. Kiếm tuy rằng nhiều, nhưng không hề lộn xộn, nhưng thanh kiếm này đều dùng một loại phương thức quỷ dị xoay tròn chung quanh kiếm trai phong. Ở giữa những thanh kiếm này, cũng chính là đoạn cao nhất của kiếm trai phong, một thanh kiếm cực dài đang trôi nổi, kiếm này so với kiếm bình thường thì ít nhất cũng dài hơn gấp đôi, thân kiếm màu xanh, không có chuôi kiếm. Hảo kiếm. Nhìn thấy thanh kiếm này, trong mắt Dương Diệp có một tia nồng nhiệt, tuy rằng chưa cầm thanh kiếm này, nhưng trực giác nói với hắn, đây là một thanh hảo kiếm. Phải nói, trừ kiếm tổ ra, kiếm này là thanh tốt nhất hắn từng gặp. Kiếm này tên là Tử U, thần cấp nhất phẩm, thân kiếm từ tinh thiết thần bí của vực ngoại rèn thành, bản thân có tử lực rất mạnh, bất kỳ binh khí nào tiếp xúc với nó đều sẽ bị nó hút. Không chỉ như vậy, nó còn có lực lượng nghiền nát, cấp thấp hơn nó, chỉ cần chạm vào nó, tất sẽ hóa thành bột mịn trong nháy mắt. Trong thập đại danh kiếm của cổ kiếm trai, nó xếp thứ 3. Bên cạnh Dương Diệp, cổ chân nhân nói. Có thể cho ta không? Dương Diệp bỗng nhiên nói. Cổ chân nhân hơi ngẩn ra, sau đó nói. Không được đâu, người có thấy không, những thanh kiếm chung quanh kỳ thật chính là một kiếm trận, mà nó chính là mắt trận, kiếm chung quanh chính là dựa vào nó mới có thể lơ lửng trên không trung. Có điều, cũng không phải không thể, bởi vì kiếm này đã có linh, nếu nó nguyện ý đi theo ngươi, kiếm chủ cũng sẽ không phản đối. Phải làm sao mới có thể khiến nó đi theo ta được? Dương Diệp hỏi. Cổ chân nhân lắc đầu nói. Không biết, đừng nhìn ta như vậy, ta quả thật không biết, ta mà biết thì nó cũng không ở đây làm vật trang trí rồi. Khóe miệng Dương Diệp nở ra một nụ cười quỷ dị. Hắc hắc, chờ sau khi Hồng Mông Tháp mở ra ra, ta sẽ lại đến tìm nó. Hồng Mông Tháp có sức hấp dẫn rất lớn đối với loại linh vật và thiên tài địa bảo này, nếu Hồng Mông Tháp khôi phục, muốn có được kiểm này chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Đi thôi, chúng ta tới kiếm điện, người cũng nên gặp kiếm chủ của cổ kiếm trai ta rồi. Dấu lớn. Cổ chân nhân nói. Theo thanh âm của cổ chân nhân vừa dứt, Dương Diệp lập tức cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến ảo, tiếp theo, hắn xuất hiện trong một gian đại điện. Hai bên đại điện có 10 người đứng, mà ở vị trí thủ tọa là một nam tử trung niên mặc trường bào màu xanh trắng, hai bên nam tử có hai lão già,
một mặc áo đen, một mặc áo xám đang đứng. Thực lực của những người ở đây ít nhất cũng là bán thánh cao cấp, mà thánh giả thì ước chừng có 6 người. Ánh mắt mọi người đều hướng lên người Dương Diệp. Một lúc sau, nam tử trung niên cầm đầu nói. Không tồi, quả thật là một thiên tài kiếm đạo. Những cường giả cổ kiếm trai còn lại cũng hơi gật đầu. Tính tình quá cứng, cứng quá dễ gãy. Lúc này, lão giả áo đen ở bên trái nam tử trung niên bỗng nhiên nói. Tính tình này của ngươi nên sửa, bằng không, rất dễ chết non. Nam tử trung niên cũng gật đầu, nói. Tiểu tử, ngươi cũng biết đấy, lần này ngươi đột nhiên đánh lên thanh đạo môn, chuyện nghiêm trọng cỡ nào. Kéo một sợi tóc đụng đến cả người, bởi vì ngươi lên thanh đạo môn, cường giả từ bán thánh cao cấp của cổ kiếm trai cơ hồ là xuất động toàn bộ. Không chỉ chúng ta, ngay cả tổ sư cũng vì ngươi mà hạ xuống giới này. Nói đến đây, trong mắt nam tử trung niên lộ vẻ ngưng trọng, nói. Lần này nếu giữa cổ kiếm trai và thanh đạo môn phát sinh đại chiến, có thể tưởng tượng sẽ chết bao nhiêu người. Ta nói những cái này, không phải muốn trách ngươi, ngươi đánh lên thanh đạo môn, đánh bại tất cả thiên tài của thanh đạo môn, đây là khiến cổ kiếm trai ta được vẻ vang, chỉ cần là đệ tử cổ kiếm trai, đều cảm thấy mặt mày rạng rỡ. Chỉ là ngươi có nghĩ tới, ngươi làm như vậy rất có thể khiến bản thân phải chết không? Lên kế hoạch rồi mới hành động, đó là mơ mộng viển vông. Dương Diệp nói, thanh đạo môn sắp dẫm lên đầu ta rồi, ta nếu còn không chơi lại họ, vậy thì chẳng phải sẽ sống rất uất ức sao? Tuyệt đối là một kẻ gây họa. Lão già áo đen bên trái nam tử bỗng nhiên lại nói. Ta thì cảm thấy hắn nói có lý. Lão già áo xám bên phải nam tử trung niên nói. Là nam nhân có lúc nên có chút thú tính, muốn làm thì đừng có sợ. Nghe vậy, Dương Diệp nhìn lão già áo xám này, trong lòng rất có hảo cảm với lão. Lão già áo đen liếc lão già áo xám, nói. Hy vọng ngày sau khi hắn mang đến đại họa ngập trời cho cổ kiếm trai ta, người vẫn có thể nói như vậy. Ở Thanh Châu này, cổ kiếm trai phải sợ ai chứ? Lão già áo xám lạnh lùng nói. Được rồi, được rồi. Nam tử trung niên, nói. Tiêu trưởng lão, Lâm trưởng lão, các ngươi bế quan hiếm lắm mới ra một lần, đừng có vì chút chuyện nhỏ này mà cãi nhau. Hiện tại, các ngươi cũng thấy người ta rồi đấy, nên trở về tu luyện rồi, sau này nếu gặp phiền toái, ta sẽ lại tới mời hai vị ra mặt. Hai gã lão già nhìn nhau một cái, đều hừ lạnh một tiếng, sau đó biến mất. Hai lão già đi rồi, nam tử trung niên hướng ánh mắt lên người Dương Diệp, một lúc sau, nói. Lần này ngươi có công, cổ kiếm trai ta không thể bạc đãi ngươi. Huyền kiếm và hộp kiếm sẽ không cho ngươi, có sư phó của ngươi cho rồi. Cho ngươi ngươi cũng không cần. Như vậy đi, nghe nói ngươi thích tiền, vậy ta cho ngươi 100 vạn đá năng lượng siêu phẩm. Ừ, cũng cho ngươi vào kiếm ý tháp tu luyện miễn phí 3 ngày. Nghe thấy lời nói của nam tử trung niên, mọi người đều ngẩn ra, lập tức, khi mọi người nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt đều hiện lên vẻ hâm mộ. Còn không mau cảm ơn kiếm chủ. Cổ chân nhân đột nhiên vỗ vào đầu Dương Diệp, trên mặt đầy vẻ vui sướng. Không phải có 100 vạn đá năng lượng siêu phẩm thôi sao? Dương Diệp bĩu môi, hiện tại trên người hắn còn có mấy trăm vạn đá năng lượng siêu phẩm, có thể nói là tài đại khí thô. Cổ chân nhân cười mắng. Ngươi biết cái gì, kiếm ý tháp là địa phương quý giá nhất của cổ kiếm trai chúng ta, tuy rằng những lão già chúng ta không cần, nhưng đối với các ngươi mà nói, đó chính là thiên đường. Đặc biệt là biệt đối với ngươi, ngươi phải biết, ngươi muốn khôi phục kiếm ý, nhất định phải tới kiếm ý tháp. Có thể khôi phục kiếm ý à? Nghe vậy, Dương Diệp lập tức mừng rỡ, sau đó thi lễ với người trung niên, nói. Đa tạ, là kiếm tu, sao có thể không có kiếm ý? Đi đi. Người trung niên cười nói. Dưới sự dẫn dắt của cổ chân nhân, Dương Diệp đi tới kiếm ý tháp. Rất nhanh. Dương Diệp và cổ chân nhân đi tới kiếm ý tháp. Kiếm ý tháp cũng không lớn, cũng không cao, chỉ dài 3 trượng, rộng 2 trượng. Nhìn từ ngoài thì không người là địa phương có gì thần kỳ. Nhìn kiếm ý tháp trước mắt, trong mắt cổ chân nhân hiện ra vẻ phức tạp, nói. Biết tháp này vì sao gọi là kiếm ý tháp không? Bởi vì bên trong có kiếm ý mà cường giả các đời của cổ kiếm trai ta lưu lại. Kiếm ý cường giả cổ kiếm trai lưu lại. Dương Diệp khẽ nhíu mày. Cổ chân nhân gật đầu, nói. Chúng ta tuy rằng đạt tới thánh giả, nhưng không có nghĩa là chúng ta sống mãi không chết.
ngược lại sau khi đạt tới thánh giả, cứ cách mỗi trăm năm đều phải trải qua thiên phạt của thiên đạo. Nếu có thể chống đỡ được, vậy thì tất nhiên có thể sống thêm mấy trăm năm, nhưng nếu không chống đỡ được, vậy thì sẽ thân tử đạo tiêu. Sau khi đạt tới thánh giá mới là thật sự bắt đầu tranh mệnh với trời, nói cách khác thì đạt tới thánh giá mới là bắt đầu thật sự của con đường trường sinh. Thánh giả mới là bắt đầu. Dương Diệp chau mày, nếu nói thánh giả mới là bắt đầu, vậy mình hiện tại tính là gì? Lạc đề rồi. Cổ chân nhân lắc đầu, ánh mắt dừng lại trên kiếm ý tháp, nói. Kiếm ý trong kiếm ý tháp này đều là những tiền bối sắp vẫn lạc của cổ kiếm trai lưu lại. Cái bọn họ lưu lại không phải chỉ đơn giản là kiếm ý, còn có đạo đồ của mình trong kiếm ý. Không chỉ bọn họ, ngày sau chúng ta nếu sắp vẫn lạc cũng sẽ tới nơi này lưu lại kiếm ý của mình. Có thể cắn nuốt những kiếm ý này không? Dương Đi Kẹp đột nhiên hỏi. Cổ chân nhân nhìn Dương Diệp, cười nói. Nếu ngươi có bản lĩnh cắn nuốt, vậy thì chớ có đừng khách khí. Đây là ngươi nói đấy nhé. Dương Diệp vui lắm, có thể cắn nuốt kiếm ý, sau đó làm lớn mạnh bản thân. Kiếm ý tiền bối cổ kiếm trai lưu lại trong kiếm ý tháp này tinh thuần cỡ nào? Cổ chân nhân cười ha ha, cười một lúc, sau đó nói. Tiểu tử ngươi, ngươi lát nữa sẽ biết lời nói của mình lúc trước ngây thơ cỡ nào. Nói xong, cổ chân nhân dừng cười, nghiêm túc nói. Sát khí và khí tức bất lương trong những kiếm ý ở bên trong đã bị thanh trừ, nhưng chúng lại vẫn sắc bén đến cực điểm. Đợi lát nữa ngươi vào rồi, chớ có trêu chọc những kiếm ý đặc biệt cường hãn, có thể bắt đầu từ những kiếm ý yếu nhất, sau đó mượn dùng nó để từ từ khôi phục kiếm ý của bản thân. Có thể như vậy à? Dương Diệp hỏi. Cổ chân nhân gật đầu, nói. Kiếm ý của Lục Nha Đầu chính là được đề thăng ở trong đây. Ngươi so với nàng ta thì chắc sẽ dễ hơn một chút, bởi vì bản thân ngươi trước kia đã đạt tới kiếm ý thiên cấp tam trọng rồi. Ở phương diện ở tâm tính thì hoàn toàn không cần lo lắng. Có điều, có thể khôi phục đến thiên cấp tam trọng hay không thì phải xem tạo hóa của bản thân ngươi. Kiếm ý trên thiên cấp tam trọng là gì? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Đến hiện tại, hắn tất nhiên biết kiếm ý thiên cấp tam trọng không phải điểm cao nhất của kiếm ý, phải nói rằng kiếm ý và tu vi là không có chừng mực. Hư vô. Trong mắt cổ chân nhân hiện ra vẻ hướng về. Sau thiên cấp đại viên mãn, kiếm ý sẽ đạt tới hư vô cảnh. Nói đến đây, lão bấm tay búng một cái, một luồng kiếm ý xuất hiện trước mặt Dương Diệp, tuy rằng luồng kiếm ý dung nhập vào không gian chung quanh, nhưng Dương Diệp vẫn thật sự cảm thụ được nó. Cổ chân nhân lại nói. Thấy chưa, kiếm ý của thiên cấp đại viên mãn vẫn có thể tìm ra được, đã tìm ra được dấu vết thì nó sẽ khuyết điểm. Mà kiếm ý của hư vô cảnh thì không có vết tích, nó đã thật sự hòa thành một thể với thiên địa này, không, phải nói là siêu thoát khỏi thiên địa, không nằm trong ngũ hành. Loại kiếm ý này, uy lực của bản thân nó không chỉ mạnh hơn kiếm ý thiên cấp gấp 10 lần, lại vô cùng quỷ dị, có thể thật sự giết người trong vô hình. Nói thế này đi, nếu ngươi hiện tại là kiếm ý hư vô cảnh, ngươi muốn giết một cao cấp bán thánh, có lẽ không cần tốn nhiều sức. Ta nói là chỉ bằng kiếm ý thôi đó. Chỉ bằng kiếm ý liền giết chết được một bán thánh cao cấp. Dương Diệp động dung, hiện tại nếu giết được một bán thánh cao cấp, vậy khẳng định là phải dùng hết toàn bộ con bài chưa lật, cũng chính là kiếm vực và lực lượng pháp tắc, dưới tình huống như vậy, mới có cơ hội giết một bán thánh cao cấp. Mà nếu đối phương không giao thủ với hắn, lựa chọn chạy trốn, hắn căn bản không có cơ hội giết đối phương. Mà nếu là kiếm ý hư vô cảnh lại không cần tốn nhiều sức. Kiếm ý hư vô cảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào? Còn nữa, hai luồng kiếm ý trong đầu mình chính là kiếm ý hư vô cảnh à? Nghĩ nghĩ, Dương Diệp vẫn cảm thấy, hai luồng kiếm ý này chắc không phải là kiếm ý hư vô cảnh, bởi vì nếu là kiếm ý hư vô cảnh chân chính, lúc trước hắn tuyệt đối không thể cắn nuốt được. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, hai luồng kiếm ý này của kiếm tông tuyệt đối vượt qua kiếm ý thiên cấp tam trọng bình thường. Vào đi! Kiếm và hộp kiếm của ngươi ta sẽ chế tạo cho ngươi. Hy vọng tiểu tử ngươi có thể thành công khôi phục kiếm ý, như vậy, thế hệ trẻ tuổi của cổ kiếm trai ta sẽ có hai người có kiếm ý thiên cấp tam trọng. Cổ chân nhân cười nói. Hy vọng là như vậy. Dương Diệp nói xong, thân hình khẽ động, tiến vào trong kiếm ý tháp. Nhìn thấy Dương Diệp tiến vào kiếm ý tháp, khóe miệng cổ chân nhân nở một nụ cười quỷ dị. Nên cho tiểu tử ngươi ăn quả đắng thì mới được. He he. Chấm chấm chấm. Sau khi Dương Diệp tiến vào kiếm ý tháp,
một cảm giác trầm trọng cường đại lập tức đè lên người hắn, bất ngờ không kịp phòng bị, hai chân Dương Diệp cong lại, thiếu chút nữa thì trực tiếp quỳ xuống đất, cũng may hắn phản ứng nhanh, cố gắng để đầu gối còn cách mặt đất 20 cm thì dừng lại. Tuy không quỳ xuống, nhưng trên người lại giống như cả vạn ngọn núi lớn, ép cho xương cốt toàn thân hắn kêu răng. Rắc. Không đến thời gian hai hơi thở, trên mặt Dương Diệp toàn là mồ hôi, trán nổi gân xanh, bộ dạng trông rất dữ tợn. Dương Diệp cố gắng chống đỡ, không cho bản thân quỳ xuống. Bởi vì hắn biết, một khi làm vậy, ý chí của mình sẽ sụp đổ trong nháy mắt, ý chí sụp đổ thì làm sao mà tranh đấu được với những kiếm ý này. Nhưng mà, trên người hắn lại càng lúc càng nặng. Những áp lực này cho dù nhục thân bán thánh của hắn cũng không thể chống cự, hiện tại hắn sở dĩ còn có thể chống đỡ là dựa vào nghị lực của bản thân. Cứ như vậy, thời gian cứ vậy từng chút trôi qua. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp cảm thấy ý thức của mình bắt đầu có chút mơ hồ, điều này khiến cho hắn chỉ có thể không ngừng cắn đầu lưỡi, để cơn đau giúp cho mình bảo trì tỉnh táo. Không biết qua bao lâu, một cỗ kiếm ý đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp tuôn ra. Kiếm ý nhị trọng. Dương Diệp vui lắm, hắn không ngờ, kiếm ý của mình dưới cỗ áp lực này lại lột xác để thăng. Kiên trì, phải kiên trì. Dương Diệp cắn răng, tuy rằng lúc này thân thể hắn đã triệt để cong xuống, đầu gối cũng sắp chạm đến mặt đất, nhưng trên mặt hắn vẫn đầy vẻ kiên nghị. Tuy rằng hiện tại đã gia nhập cổ kiếm trai, hắn vẫn rất rõ một điểm, đó chính là, con người ta cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình. Thực lực của bản thân mạnh mới là vương đạo. Hắn hiện tại đã là hoàng giả cảnh, cảnh giới tương đương với lúc ở huyền giả đại lục, nếu khôi phục kiếm ý, vậy thực lực của hắn xem như đã triệt để khôi phục. Nhưng ở Thanh Châu này, với chút thực lực hiện tại của hắn, căn bản vẫn không là gì. Bởi vì ở đây có thánh giả, chứ không phải giống như ở huyền giả đại lục, bán thánh cao cấp chính là tồn tại mạnh nhất. Thời gian từng chút trôi qua, sau chừng gần 3 canh giờ. Một cỗ kiếm ý từ trong cơ thể Dương Diệp trào ra. Kiếm ý tam trọng. Dưới sự áp bức không ngừng, kiếm ý của hắn đã đề thăng tới kiếm ý tam trọng. Có điều Dương Diệp không sung sướng gì, loại cảm giác giống như bị cả vạn ngọn núi lớn đè nên này khiến tinh thần và thân thể của hắn đều sắp sụp đổ. Hiện tại Dương Diệp đã hiểu, cái gọi là khôi phục kiếm ý của đám người cổ chân nhân chính là dùng loại phương thức này. Cứ như vậy, Dương Diệp khổ sở chống đỡ, mà kiếm ý của hắn cũng đang không ngừng đề thăng. 3 ngày sau, kiếm ý của hắn đã đạt tới địa cấp cửu trọng. Sau kiếm ý cửu trọng, áp lực trên người hắn lại lớn hơn. Lúc này hai đầu gối hắn chỉ còn cách mặt đất không đến 10 cm. Dương Diệp không nhịn được hét lên, trên mặt toàn là gân xanh. Lúc trước cổ chân nhân nói với hắn, khôi phục kiếm ý có lẽ sẽ đau đớn một chút, lúc ấy hắn chẳng bận tâm, bởi vì Dương Diệp hắn có nỗi khổ nào là chưa từng nếm thử. Hiện tại, hắn không thể không nói, khổ này quả thật là rất khổ. Những áp lực này không chỉ là đè ép thân thể hắn, mà còn cả ý chí của hắn. Phải nói rằng, những áp lực này chính là nhằm vào ý chí của hắn. 4 ngày sau, một cỗ kiếm ý từ trong cơ thể Dương Diệp thổi ra, Dương Diệp lập tức cảm thấy cả người thả lòng, bởi vì lúc này kiếm ý của hắn đã là thiên cấp nhất trọng. Nhưng ngay sau đó, một cỗ áp lực so với lúc trước còn khủng bố hơn gấp đôi lại ép xuống người hắn, mà kiếm ý của hắn áp lực cỗ áp lực này lập tức vỡ tan. Phập, bất ngờ không kịp đề phòng, Dương Diệp phun ra một ngụm tinh huyết. Cả người lại thiếu chút thì nằm xuống. Dương Diệp chống hai tay xuống đất, cả người cong veo. Hắn dương mắt nhìn bốn phía, tuy rằng bốn phía trống rỗng, nhưng hắn có thể cảm giác được, chung quanh tràn ngập đủ loại kiếm ý, mà những kiếm ý này thấp nhất cũng phải là thiên cấp tam trọng. Bởi vậy, kiếm ý của bản thân hắn ở trước mặt những kiếm ý này thì một chút sức chống cự cũng không có. Thật là uất nghẹn, các ngươi chờ đó cho ta. Dương Diệp cắn răng nói. Vừa dứt lời, rắc một tiếng, áp lực trên người Dương Diệp quá nặng, khiến cho xương cốt toàn thân hắn không ngừng kêu răng rắc. Giống như là đáp lại sự khiêu khích của Dương Diệp, những kiếm ý này đột nhiên toàn bộ vây về phía Dương Diệp. Sau đó, thân thể Dương Diệp từng chút hạ xuống, hoàn toàn là bò dưới đất. Các ngươi thấy đủ chưa, lấy nhiều khinh ít à, xem ta giết chết các ngươi này. Theo thanh âm của Dương Diệp vừa dứt. Hai luồng kiếm ý của tổ sư kiếm tông ở giữa hai lông mày của hắn đột nhiên xuất hiện. Sau khi hai luồng kiếm ý đó xuất hiện,
trong sân lập tức nổ tung. Sau khi hai luồng kiếm ý của tổ sư kiếm tông xuất hiện, Dương Diệp lập tức cảm thấy thân thể thả lỏng, áp lực trên người rút đi như thủy triều. Dương Diệp trong lòng thả lỏng, kỳ thật hắn sớm đã có thể phóng ra kiếm ý của tổ sư kiếm tông, nhưng hắn không làm. Bởi vì hắn biết, những kiếm ý này mặc dù đang đè nén hắn, nhưng lại có lợi ích cực lớn đối với hắn. Nhưng hiện tại, những kiếm ý này không phải muốn đè ép hắn mà là muốn chơi chết hắn. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, bởi vì những kiếm ý chung quanh căn bản là không thể nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận. Tính khí ngưng thần, tâm cảnh tự sáng. Thần sắc Dương Diệp dần dần trở nên ngưng trọng, bởi vì hắn cảm giác được chung quanh mình toàn bộ là kiếm ý, mà những kiếm ý này mỗi một đạo ít nhất cũng là thiên cấp tam trọng. Hơn nữa bên trong còn có hai đạo kiếm khí mịt mờ, hắn chỉ có thể cảm giác được một cách mơ hồ, hai đạo kiếm khí này rất mạnh, không hề yếu hơn hai đạo kiếm khí của tổ sư kiếm tông. Có điều hai đạo kiếm khí này dường như không có hứng thú với hắn, bởi vậy cách hắn khá xa. Mà những kiếm ý chung quanh hắn lại đối với hắn như hồ rình môi, có điều giống như là kiêng kỵ kiếm ý của tổ sư kiếm tông, bởi vậy chúng không vây tới. Trầm ngâm một thoáng, Dương Diệp thu hồi một luồng kiếm ý của tổ sư kiếm tông. Một luồng kiếm ý biến mất, kiếm ý chung quanh lập tức sục dịch. Dần dần, chúng bắt đầu chậm rãi vây tới, đúng như lời của cổ chân nhân, bên trong những kiếm ý này không chứa sát khí và sát ý, bởi vậy, chúng không trực tiếp công kích Dương Diệp, mà là dựa vào ý cảnh sắc bén của bản thân để tạo thành uy áp đối với Dương Diệp. Uy áp càng lúc càng nặng, dần dần, toàn thân xương cốt của Dương Diệp lại bắt đầu chấn động. Ngoài kiếm ý tháp, Lục Uyển Nhi và kiếm chủ kiếm vô trần của cổ kiếm trai đứng ngoài tháp, trong mắt Lục Uyển Nhi hiện lên vẻ lo lắng. Sư tôn, không cho hắn hộ thân lệnh, cứ vậy để hắn ở bên trong, liệu có được không? Lục Uyển Nhi nói. Kiếm vô trần lắc đầu, nói. Hắn khác với những người khác, không nói cái khác, nhục thân của hắn đã đủ để giúp hắn chống đỡ ở bên trong rồi. Hơn nữa, kiếm ý của hắn là do sử dụng bí pháp mà giảm xuống, nếu không dùng loại biện pháp này để kích thích hạt mầm kiếm ý ẩn trong cơ thể hắn, hắn căn bản không thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục được kiếm ý. Ta cũng biết vậy, chỉ là hắn không biết có thể chống đỡ được đến lúc khôi phục kiếm ý thiên cấp tam trọng hay không thôi. Lục Uyển Nhi nói khẽ. Kiếm vô trần cười nói. Nghị lực của kẻ này hơn xa người thường, phải nói là còn mạnh hơn ngươi, chỉ cần hắn không chọc giận kiếm ý bên trong, muốn chống đỡ 10 ngày nửa tháng chắc không phải là việc khó. Không phải nói chỉ cho hắn tu luyện 3 ngày sao? Lục Uyển Nhi nói. Kiếm vô trần nói. Đó là nói cho người ngoài nghe, phải biết rằng, nếu để cho người khác biết hắn ở bên trong tu luyện 10 ngày nửa tháng, không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ ghen tị. Cho nên để giảm bớt phiền toái cho tiểu tử này, chúng ta chỉ có thể nói như vậy. Lục Uyển Nhi gật đầu, bỗng nhiên lại nói. Nếu hắn chọc giận những kiếm ý đó thì sao? Vậy chúc cho hắn nhiều phúc. Kiếm vô trần nói khẽ. Lục Uyển Nhi. 5 ngày sau. Dưới sự áp bức của những kiếm ý chung quanh, kiếm ý của Dương Diệp lúc này đã là thiên cấp nhị trọng. Sau khi kiếm ý thiên cấp nhị trọng, Dương Diệp thu hồi kiếm ý của tổ sư kiếm tông. Chỉ dựa vào kiếm ý của mình để chống cự kiếm ý chung quanh. Hắn hiện tại tuy rằng chỉ là thiên cấp nhị trọng, nhưng kiếm ý của hắn là kiếm ý sát lục, bản thân đã mạnh hơn so với kiếm ý bình thường. Bởi vậy, miễn cưỡng có thể chống cự được uy áp của những kiếm ý chung quanh. Đương nhiên, tuy rằng có thể chống cự, nhưng hắn vẫn phải thừa nhận áp lực rất lớn, dù sao kiếm ý chung quanh cũng không yếu hơn hắn, hơn nữa về phương diện số lượng lại hơn xa hắn. Có điều, đây chính là điều hắn muốn. Cứ như vậy, 10 ngày qua đi. Vào một khắc nào đó, một cỗ kiếm ý khủng bố từ trong cơ thể Dương Diệp thổi quét ra. Sau khi cỗ kiếm ý này xuất hiện, kiếm ý chung quanh lập tức liên tục lui về phía sau, có điều rất nhanh, chúng lại đè ép tới. Cuối cùng cũng tới thiên cấp tam trọng. Dương Diệp hít sâu một hơi, trong mắt có một tia hưng phấn. Kiếm ý khôi phục. Điều này đại biểu hắn lúc này cho dù phải chống lại bán thánh cao cấp cũng nắm chắc đánh chết được đối phương. Phải biết rằng, sau thiên cấp kiếm ý có thể dung nhập vào trong không gian, cộng với tiêu vong pháp tắc của hắn, nếu xuất kỳ bất ý, muốn giết chết một bán thánh cao cấp thật sự không phải việc khó. Dù sao tiêu vong pháp tắc cho dù là bán thánh cao cấp cũng không thể chống cự được. Hưng phấn qua đi, Dương Diệp nhìn chung quanh, trong mắt hiện ra vẻ điên cuồng. Kiếm ý ở nơi này ít nhất cũng phải ngàn loại,
nếu cắn nuốt toàn bộ. Nói không chừng có thể đạt tới được hư vô cảnh. Nếu là người bình thường, cho dù là Lục Uyển Nhi cũng không dám làm như vậy, bởi vì nơi này có nhiều kiếm ý như vậy, một khi thật sự chọc giận chúng, chúng ùa lên toàn bộ, đừng nói bọn họ, cho dù là một bán thánh cao cấp chỉ sợ cũng bị ép cho chết tươi. Có điều Dương Diệp không muốn bỏ cuộc, qua thôn này có thể sẽ đến một khách sạn. Dương Diệp nhìn lướt một vòng, rất nhanh, hắn cảm nhận được một đạo kiếm ý tương đối yếu kém, không do dự, Dương Diệp vội vàng thả kiếm ý của mình ra ập về phía cỗ kiếm ý đó. Vừa ập tới, trong sân lập tức sôi trào, bởi vì những kiếm ý chung quanh đột nhiên toàn bộ ùa về phía Dương Diệp. Dương Diệp biến sắc, hắn không ngờ những kiếm ý này đoàn kết tới vậy. Vội vàng tế ra hai luồng kiếm ý của tổ sư kiếm tông, sau khi hai luồng kiếm ý xuất hiện, kiếm ý chung quanh tạm thời ngừng lại, có điều rất nhanh, sắc mặt Dương Diệp lại biến đổi, bởi vì có hai luồng kiếm ý không kém gì kiếm ý của tổ sư kiếm tông vây tới. Dưới sự dẫn dắt của hai luồng kiếm ý này, những kiếm ý chung quanh bắt đầu động. Trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia lạnh lùng, hắn bước một bước về phía trước, thi triển ra kiếm vực, sau khi kiếm vực xuất hiện, kiếm ý chung quanh lập tức ngừng lại, có điều chúng lại càng nóng nảy hơn. Dương Diệp cảm thụ những kiếm ý chung quanh, sau đó nói. Các ngươi muốn cả đời phải ở đây à? Hắn biết, cho dù là dùng tới kiếm vực cộng với hai luồng kiếm ý của tổ sư kiếm tông, căn bản cũng không thể cắn nuốt được những kiếm ý này, bởi vì những kiếm ý này rõ ràng rất đoàn kết, dường như có chút bài xích hắn. Biện pháp duy nhất chính là khiến chúng tự nguyện. Tuy rằng này không quá thực tế, nhưng hắn vẫn muốn thử. Dương Diệp hít sâu một hơi, lại nói. Các ngươi muốn cả đời phải sống ở nơi tăm tối này sao? Các ngươi muốn bản thân mỗi ngày đều phải sống như vậy à? Chủ nhân của các ngươi đều là những cường giả tuyệt thế oai phong một cõi, tuy rằng bọn họ hiện tại đã vẫn lạc, nhưng các ngươi không muốn bọn họ dùng phương thức nào đó để tiếp tục oai phong một cõi sao? Nói đến đây, Dương Diệp cao giọng hơn, nói. Các ngươi hiện tại đều là bèo giạt mây trôi, kiếm ý không có gốc, một khi biến mất sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Các ngươi muốn biến mất vĩnh viễn sao? Dương Diệp cảm giác được, một số kiếm ý chung quanh dần dần đã bình tĩnh, điều này khiến cho Dương Diệp vui lắm, vội vàng nói tiếp. Nếu các ngươi muốn rời khỏi nơi này, chỉ có dung hợp với kiếm ý của ta, bởi vì nếu các ngươi không dung hợp với kiếm ý của ta, bọn họ căn bản sẽ không cho các ngươi rời khỏi. Cho dù các ngươi có thể rời khỏi, nhưng ra ngoài rồi, một khi bị hủy diệt, vậy các ngươi sẽ thật sự chết đi. Cho nên, các ngươi chỉ có dung hợp với kiếm ý của ta, trở thành một bộ phận của ta, như vậy, các ngươi mới có thể rời khỏi nơi này, hơn nữa còn không phải lo lắng mình bị hủy diệt. Dương Diệp rất minh bạch một điểm, những kiếm ý này ở đây, lúc ban đầu có lẽ không sao, nhưng trải qua thời gian lâu dài, chúng khẳng định sẽ không cam lòng tiếp tục ở đây nữa. Kiếm ý có linh, chúng có lẽ vẫn chưa sinh ra trí tuệ chân chính, nhưng đã có linh trí là điều không thể nghi ngờ. Chỉ cần chúng có khát vọng về thế giới bên ngoài, như vậy hắn sẽ có cơ hội. Trầm mặc hồi lâu, đột nhiên, một luồng kiếm ý chui vào trong kiếm ý trước mặt Dương Diệp, hòa thành một thể với kiếm ý của Dương Diệp. Theo luồng kiếm ý này kiếm ý ùa vào, lại một luồng kiếm ý khác dung nhập vào trong kiếm ý của Dương Diệp. Tiếp theo từng đạo kiếm ý nối đuôi nhau không ngừng chui vào trong kiếm ý của Dương Diệp. Đúng như lời của Dương Diệp, rất nhiều kiếm ý trong đây bị nhốt lâu ngày, nếu chúng không có một chút linh trí nào thì không sao. Nhưng vấn đề là phần lớn trong số chúng đều đã có linh trí, bởi vậy sao cam tâm chịu phải cả đời ở đây? Đương nhiên, rất nhiều kiếm ý lựa chọn dung hợp với Dương Diệp là vì thực lực của Dương Diệp được những kiếm ý này nhìn chúng. Kỳ thật, nếu là đệ tử cổ kiếm trai bình thường, cho dù có thể dung hợp những kiếm ý này, bọn họ cũng không dám, bởi vì những kiếm ý này là chí bảo của cổ kiếm trai. Rất nhiều đệ tử cổ kiếm trai là dựa vào những kiếm ý này để tôi luyện kiếm ý của bản thân. Nếu dung hợp chúng, cao tầng của cổ kiếm trai khẳng định sẽ lột ra họ. Về phần Dương Diệp, hắn căn bản không nghĩ tới những chuyện này, dù sao hắn cũng chỉ biết là cổ chân nhân nói hắn nếu có thể dung hợp thì cứ dung hợp. Về phần những cái khác, hắn không biết. Kiếm ý trong tháp càng lúc càng ít, khí tức của kiếm ý bản thân Dương Diệp thì càng lúc càng mạnh. Có điều dung hợp những kiếm ý này cũng không phải đơn giản, bởi vì bên trong những kiếm ý này hoặc nhiều hoặc ít có ý chí của chủ nhân chúng lúc sinh tiền. Mà những ý chí này chính là một trùng kích cực lớn đối với Dương Diệp. Có điều cũng may, bản thân hắn kiếm tâm thông minh, hơn nữa ý chí cực kỳ kiên định,
Bởi vậy, những ý chí này đều bị hắn nhất nhất chống cự, sau đó thì thanh trừ. Cứ như vậy, một ngày qua đi, kiếm ý trong sân chỉ còn lại không đến 10 đạo, mà kiếm ý của Dương Diệp cũng đã đạt tới một trình độ khủng bố. Kiếm ý thiên cấp đỉnh phong chân chính. Dương Diệp hít sâu một hơi, ý niệm khóa chặt trên 10 đạo kiếm ý còn lại, 10 đạo kiếm ý còn lại này không nghi ngờ gì nữa là kiếm ý mạnh nhất ở đây. Đi theo ta, ta sẽ không làm nhục các ngươi. Dương Diệp trầm giọng nói. Trầm mặc, 10 đạo kiếm ý đó không hề động đậy. Yên lặng một thoáng, Dương Diệp xoay người đi ra ngoài tháp. Ngay khi Dương Diệp muốn ra khỏi tháp, đột nhiên 10 đạo kiếm khí đó chui vào trong cơ thể Dương Diệp. Ầm, một cỗ khí thế khủng bố từ trong cơ thể Dương Diệp thổi ra. Sau đó, ầm, toàn bộ kiếm ý tháp ầm ầm nổ tung. Khoảnh khắc kiếm ý tháp sụp đổ, kiếm vô trần và cổ chân nhân xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Khi nhìn thấy tình huống, sắc mặt của kiếm vô trần và cổ chân nhân cực kỳ khó coi, ánh mắt hai người dùng ở trên người Dương Diệp, trong mắt có phẫn nộ, có nghi hoặc, cũng có khiếp sợ. Vô số cỗ kiếm ý bất đồng không ngừng cắn nuốt lại ở trong cơ thể và chung quanh Dương Diệp, tuy rằng những kiếm ý này thoạt nhìn là tự nguyện, nhưng khi hai bên cắn nuốt nhau, vẫn là long tranh hổ đấu, bởi vì nếu ai kiên trì đến cuối cùng, vậy ý thức của nó nhất định sẽ chiếm chủ vị. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là tiện nghi cho Dương Diệp. Hắn thật sự đang cắn nuốt. Cổ chân nhân trầm giọng nói. Ngươi bảo hắn cắn nuốt à? Kiếm vô trần nói. Cổ chân nhân cười khổ, nói. Hắn lúc trước hỏi ta, có thể cắn nuốt những kiếm ý này hay không? Ta nói với hắn, chỉ cần hắn có bản lĩnh thì cứ cắn nuốt. Kiếm chủ ngươi cũng biết đấy, những kiếm ý này đều là thiên cấp tam trọng, bản thân không hề yếu hơn kiếm ý của hắn ở thời kỳ đỉnh phong. Đừng nói hắn. Cho dù là chúng ta muốn cắn nuốt cũng không có khả nơ răng cao, nhưng ta không ngờ, tiểu tử này thật sự lại cắn nuốt, hơn nữa hình như còn thành công. Nói đến đây, cổ chân nhân bỗng nhiên nói. Kiếm chuộc, nếu hắn thật sự đạt tới kiếm ý hư vô cảnh, cộng với Uyển Nhi, cổ kiếm trai ta trong tương lai ở trên võ bảng của Trung Thổ Thần Châu nhất định có thể giành được thành tích trong 30 thứ hạng đầu. Nói không chừng chúng ta có thể dựa vào điều này để trở thành thế lực cấp kim cương. Mí mắt kiếm vô trần giật giật, thế lực cấp kim cương chính là chuyện mà toàn bộ tiền bối các đời của cổ kiếm trai đều phấn đấu. Một lúc sau, kiếm vô trần lắc đầu, nói. Ngươi chắc hiểu, kiếm ý hư vô cảnh không dễ đạt tới như vậy đâu, cho dù là cắn nuốt nhiều kiếm ý thiên cấp như vậy cũng không được. Bằng không, cổ kiếm trai ta sớm đã có tiền bối cắn nuốt những kiếm ý này rồi. Còn nữa, chuyện võ bản cũng không đơn giản. Tóm lại. Trước tiên nghĩ biện pháp làm sao để ăn nói với những lão già đó chuyện kiếm ý của kiếm ý tháp bị hấp thu, kiếm ý tháp sụp đổ, không khéo ngay cả kiếm chủ ta đây cũng không gánh vác nổi đâu. Cổ chân nhân cười cười, nói. Kiếm chủ nói đùa rồi, trừ tổ sư lão nhân ra ra, trong cổ kiếm trai này ngươi là mạnh nhất, bọn họ sao dám trách tội ngươi. Nhiều lắm cũng chỉ lải nhải vài câu thôi. Kiếm vô trần nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó thấp giọng nói. Hắn gia nhập ta cổ kiếm trai, đối với cổ kiếm trai ta mà nói, không biết là phúc hay họa. Thần sắc cổ chân nhân cũng trở nên ngưng trọng, không thể không nói, tuy thực lực của Dương Diệp cường hãn, nhưng năng lực gây họa cũng tuyệt đối là cường hãn, hơn nữa hắn làm việc quá mức tự ngã, quá mức bá đạo. Người khác không chọc hắn còn đỡ, nếu chọc vào hắn, hắn tuyệt đối sẽ chơi tới cùng. Loại tính tình này cũng có chỗ tốt, đó chính là sẽ không bị người ta bắt nạt, sẽ không phải chịu thiệt. Nhưng cũng có chỗ xấu, đó chính là dễ gây thù chuốc oán. Nhìn Dương Diệp, cổ chân nhân thấp giọng thở dài, trong mắt có một tia phức tạp. Hồi lâu sau, kiếm ý chung quanh Dương Diệp dần dần bình tĩnh lại, sau khoảng nửa canh giờ, Dương Diệp đột nhiên mở mắt. Dương Diệp giơ ngón tay, vung khẽ về phía xa xa, tay vừa hạ xuống, mặt đất ở xa xa trực tiếp vỡ ra, để lộ một cái khe đen xỉ sâu không thấy đáy. Nửa bước hư vô cảnh. Kiếm vô trần bỗng nhiên nói. Vẫn không phải là hư vô cảnh chân chính à? Dương Diệp khẽ nhíu mày. Ngươi nên biết chừng mực đi. Kiếm vô trần nói. Ngươi có biết, các đời cổ kiếm trai ta đến nay, trừ tổ sư gia, yêu nghiệt thiên tài các đời, bao gồm cả những lão quái vật chúng ta kiếm ý cũng chỉ tới thiên cấp tam trọng. Tuy rằng trong thiên cấp tam trọng cũng có mạnh có yếu, nhưng kiếm ý của mọi người chung quy cũng chỉ có thể xem như là thiên cấp tam trọng. Mà ngươi... Không đến 20 tuổi đã đạt tới nửa bước hư vô cảnh, nói thật, cho dù là ta cũng phải ghen tị.
Dương Diệp cười bẽn lẽn, sau đó nói. Kiếm ý hư vô cảnh không phải vô thanh vô tức sao? Kiếm ý của ta lúc này cũng vô thanh vô tức, vì sao chỉ có thể tính là nửa bước? Bởi vì kiếm ý của ngươi vẫn chưa thật sự siêu việt được phiến thiên địa này. Cổ chân nhân nói. Kiếm ý hiện tại của ngươi nhiều lắm chỉ có thể xem như là ngang hàng với phiến thiên địa này. Bởi vậy, kiếm ý vẫn có dấu vết, chấm, đương nhiên, người bình thường tuyệt đối không phát hiện được, trừ phi là loại thiên tài có thể cảm ngộ được thiên địa, hoặc là một số bán thánh cao cấp đạt tới nửa bước thánh giả. Tóm lại, nếu không đạt tới mức cảm ngộ được thiên địa, dưới thánh giả, cho dù là một số bán thánh cao cấp cũng không phát hiện được kiếm ý này của ngươi. Phải làm sao mới có thể đạt tới kiếm ý hư vô cảnh chân chính? Dương Diệp hỏi. Nghe vậy, sắc mặt hai người Kiếm Vô Trần và Cổ Chân Nhân đều trở nên nghiêm túc. Cổ Chân Nhân trầm giọng nói. Tiểu tử, chớ có muốn trèo cao, chuyện tu hành là dục tốc bất đạt. Dương Diệp gật đầu, nói. Thụ giáo. Kỳ thật, khi hắn nói ra câu đó, hắn cũng có chút hối hận, khi đó hắn kỳ thật chỉ là đầu óc nóng lên, phải nói là hắn quá nóng vội. Nhìn thấy thái độ của Dương Diệp, sắc mặt Cổ Chân Nhân và Kiếm Vô Trần đều nhu hòa hơn rất nhiều, Kiếm Vô Trần nói. Hư vô cảnh chân chính là một loại tồn tại hư vô mờ mịt, rất ít có ai có thể dựa vào ngoại vật để đề thăng tới hư vô cảnh. Ít nhất là ta chưa thấy bao giờ, cũng chưa nghe bao giờ, người muốn đề thăng tới hư vô cảnh, chỉ có dựa vào cảm ngộ của bản thân. Ngộ được thì kiếm ý tất nhiên cũng sẽ đề thăng. Dương Diệp nói. Trừ tổ sư ra. Cổ kiếm trai ta không có một ai đạt tới kiếm ý hư vô cảnh à. Kiếm Vô Trần gật đầu, nói. Nửa bước hư vô cảnh cũng có điều cũng không nhiều. Dương Diệp gật đầu, bỗng nhiên, hắn lại hỏi. Ta có thể dựa vào nửa bước kiếm ý hư vô cảnh này để đối kháng với thánh giả không? Kiếm Vô Trần Cổ Chân Nhân và Kiếm Vô Trần nhìn nhau một cái, trong mắt hai người hiện ra nét cười. Cổ Chân Nhân cười nói. Đến đây, tiếp ta một chiêu. Được. Trong mắt Dương Diệp có chiến ý hừng hực, kiếm ý khôi phục, lại còn đề thăng, hắn hiện tại đang muốn tìm người để luyện. Cổ Chân Nhân cười cười, sau đó bấm tay búng một cái, một đạo kiếm khí bắn ra, tốc độ của kiếm khí cũng không nhanh. Có điều Dương Diệp lại không dám lơ là, hắn dừng huyền khí đang rung động điên cuồng, tiếp theo, kiếm ý phun trào, cuối cùng hắn cũng bấm tay rạch một cái, một đạo kiếm khí bắn ra va chạm với đạo kiếm khí đó của Cổ Chân Nhân. Trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp đạo kiếm khí của hắn, trực tiếp vỡ tan, sau đó đạo kiếm khí của Cổ Chân Nhân trực tiếp đánh trúng ngực hắn. Bùm! Hai chân Dương Diệp lê đất lui về phía sau, lui một cái gần 2000 trượng. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn Cổ Chân Nhân, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Mạnh quá! Cái gì gọi là thánh giả? Cổ Chân Nhân nói. Thánh giả siêu thoát sự trói buộc của thiên địa, siêu thoát pháp tắc. Đồng thời có thể mượn dùng uy thế của thiên địa này, đây là thánh giả. Có thiên tài có thể dùng bán thánh cao cấp đối kháng với thánh giả, nhưng ta chưa bao giờ thấy có thiên tài dùng hoàng giả cảnh để đối kháng với thánh giả. Trung thổ thần châu có lẽ có, nhưng ở Thanh Châu này thì chắc là không. Bản thân ta vẫn hơi yếu. Dương Diệp hít sâu một hơi, vốn hắn cho rằng mình sau khi đạt tới nửa bước kiếm ý hư vô cảnh, cho dù không địch lại thánh giả, nhưng ít ra cũng có thể đỡ được một hai chiêu của thánh giả. Nhưng sự thật tàn khốc đã nói với hắn, hắn ngay cả một chiêu cũng không chống cự được. Mà thiếu điện chủ của Vân Tiêu Thánh Điện lúc này đã là bán thánh cao cấp, hơn nữa nghe đồn còn từng giao thủ với thánh giả, mình hiện tại nếu gặp phải hắn, căn bản không hy vọng giành thắng lợi. Kiếm linh nếu tỉnh, hắn liều mình lưỡng bại câu thương, thi triển trảm thiên bạt kiếm thuật chân chính có lẽ có thể thắng được, nhưng vấn đề là kiếm linh chưa tỉnh. Hơn nữa cho dù tỉnh, hắn cũng không muốn thi triển trảm thiên bạt kiếm thuật chân chính, bởi vì như vậy không chỉ nguy hại cực lớn tới bản thân hắn, còn mang tới thương tổn rất lớn cho Hồng Mông và kiếm linh. Mà nếu không dùng trảm thiên bạt kiếm thuật chân chính, hắn làm sao đối kháng được với thiếu điện chủ của Vân Tiêu Thánh Điện? Nên nói là làm thế nào để đối kháng với toàn bộ Vân Tiêu Thánh Điện? Tiểu tử ngươi sẽ không bị đả kích chứ? Cổ Chân Nhân bỗng nhiên cười mắng. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ. Sau đó lắc đầu, nói. Ta hiện tại vẫn quá yếu. Cổ Chân Nhân nói. Cái này thì phải xem là đối với ai, nếu là hạng trẻ tuổi, ở Thanh Châu này, có thể thắng được ngươi, không vượt quá 10 người. Nhưng nếu đối với chúng ta, nói thật, ngươi quả thật chẳng là gì, không nói chúng ta,
cho dù là một số lão quái vật cấp bậc bán thánh cao cấp, ngươi cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Ta sẽ cố gắng hơn. Dương Diệp nói, bất kể là Uyển Nhi hay là đó Thanh Đạo Phu, hoặc là thiếu điện chủ của Vân Tiêu Thánh Điện, hắn đều không khinh thị. Thiên phú của bản thân họ vốn không kém, lại được thế lực cấp bạch kim bồi dưỡng, huyền kỹ và truyền thừa khẳng định đều là loại tốt nhất. Có những cái này, đừng nói một thiên tài, cho dù là một phàm nhân cũng sẽ có thành tựu không tầm thường. Ngươi có thể nghĩ như vậy là rất tốt. Cổ chân nhân gật đầu, sau đó tay phải vung lên, man thần kiếm xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Trên thân kiếm của man thần kiếm có thêm một hoa văn rồng, tay rồng nằm ở chuôi kiếm, móng rồng thì ở đoạn dưới của chuôi kiếm, mà thân rồng thì trải khắp toàn bộ thân kiếm. Cự long trông rất sống động, giống như vật sống, nhìn qua, kiếm này giống như một con rồng nhỏ. Cổ chân nhân nói, ta đã gắn cự long đó vào thanh kiếm này, uy lực của kiếm này đã lớn hơn, nhưng cũng nặng hơn. Nói thật, kiếm này của ngươi chỉ sợ cũng chỉ có yêu thú bán thánh cao cấp mới có thể vung vẩy tự nhiên. Dương Diệp vươn tay ra cầm man thần kiếm, vừa vào tay lập tức trầm xuống, Dương Diệp hít sâu một hơi, hai tay cầm chuôi kiếm, huyền khí trong cơ thể điên cuồng ùa vào hai tay, sau đó đột nhiên giơ man thần kiếm lên bổ một cái. Lực lượng cường đại trực tiếp đè ép không gian trước mặt Dương Diệp, từng khe nứt không ngừng từ không gian bốn phía lan ra, vô cùng khiếp người. Nhưng mà Dương Diệp lại cúi lưng, không ngừng thở gấp. Một kiếm này của ngươi, một bán thánh nếu không chú ý, sẽ bị ngươi đập chết. Trong mắt cổ chân nhân lộ ra vẻ ngưng trọng, nói. Đáng tiếc, với nhục thân của ngươi cũng không thể vung nó một cách tự nhiên. Lực lượng nhục thân của hắn chắc là đủ đấy, chỉ có điều vẫn chưa thích ứng. Kiếm vô trần bỗng nhiên nói. Cho hắn một chút thời gian, hắn chắc có thể sử dụng kiếm này một cách bình thường. Ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Dương Diệp bỗng nhiên nói. Hắn không chỉ phải thích ứng với man thần kiếm này, còn phải thích ứng với kiếm ý vừa mới đề thăng của mình, còn cả băng diệt thần quyền mà tổ sư Thanh Đạo Môn truyền thụ. Đặc biệt là băng diệt thần quyền, uy lực của nó không phải khủng bố một cách bình thường, hắn phải nắm vững. Còn nữa, cảnh giới cũng đề thăng, ít nhất phải đạt tới hoàng giả cảnh thượng phẩm. Quan trọng nhất là, hắn phải cắn nuốt đá năng lượng siêu phẩm, truyền huyền khí màu tím vào trong tiểu tuyền qua. Cho tiểu tuyền qua ăn no rồi. Không chừng nó sẽ đưa chấn giới thạch ra, nếu đưa được cả bọn Tô Thanh Thi ra thì càng tốt. Ngay khi Dương Diệp muốn bế quan, cổ kiếm trai đột nhiên nhận được thiếp cưới, là Vân Tiêu Thánh Điện gửi tới. Một năm sau, thiếu điện chủ của Vân Tiêu Thánh Điện Lâu Thiên Tiêu sẽ cưới thánh nữ Mục Hàn San, An Nam Tĩnh, còn cả con gái của Thiên Hổ Yêu Vương Vân Hận Thiên. Trừ thiếp cưới còn có một tấm chiến thiếp. Chiến thiếp Lâu Thiên Tiêu viết, nội dung là, anh Tài Thanh Châu, ai dám đánh một trận. Anh tại Thanh Châu, ai dám đánh một trận? Lời này vừa ra, có thể nói là toàn bộ Thanh Châu sôi trào. Lâu Thiên Tiêu này không chỉ đang coi khinh bốn người Lục Uyển Nhi, Hư Vô Thần, Thượng Quan Vân Hải, Thanh Đạo Phu nổi danh ngang hàng với hắn, còn đang coi khinh toàn bộ thiên tài Thanh Châu. Vô số thiên tài Thanh Châu bắt đầu khởi hành tới Vân Tiêu Thánh Điện ở Nam Giới. Có điều khiến cho người ta bất ngờ là, đối với sự khiêu khích của Lâu Thiên Tiêu, cổ kiếm trai Lục Uyển Nhi, còn có Vân Hải Thư Viện Thượng Quan Vân Hải, Thanh Đạo Môn Thanh Đạo Phu, cùng với Vô Cực Ma Tông Hư Vô Thần đều không có bất kỳ ai đáp lại. Tuy rằng bốn người đều không đáp lại, nhưng tông môn của bốn người đều đã đáp lại, nói sẽ phải người đến. Điều này khiến cho rất nhiều người lại xôi trào. Bởi vì người của bốn đại tông môn, trừ phái người đi tề danh với Lâu Thiên Tiêu ra thì căn bản không thể phái người khác tới. Phải biết rằng thực lực thấp thì tới chỉ tổ mất mặt. Ngũ đại thiên tài đại chiến. Chỉ nghe thôi đã đủ khiến người ta xôi trào rồi. Bởi vậy, vô số huyền giả bắt đầu tới Vân Tiêu Thánh Điện, hy vọng có thể thấy ngũ đại thiên tài yêu nghiệt nhất của Thanh Châu hiện giờ đại chiến với nhau. Cổ kiếm trai. Trên một đỉnh núi, Dương Diệp và Lục Uyển Nhi chậm rãi tản bộ trong một biển hoa, hai người đón gió bước chậm, trong biển hoa vô tận, giống như một bức tranh tuyệt đẹp, đẹp tới mức không sao tả xiết. Hắn muốn làm đệ nhất. Lục Uyển Nhi bỗng nhiên nói, Thanh Châu, các thời kỳ đến này, trong thế hệ trẻ tuổi không ai dám xưng đệ nhất, bởi vì ở Thanh Châu rộng lớn vô tận này, yêu nghiệt thiên tài nhiều không đếm xuể, có người nổi danh, cũng có người không nổi danh. Đặc biệt là những người không nổi danh, loại yêu nghiệt thiên tài không thèm để ý tới thanh danh này thường thường khủng bố hơn một số thiên tài nổi danh.
Ta biết đạo lý này, hắn cũng biết, hắn càng biết, một khi hắn thất bại, Vân Tiêu Thánh Điện và hắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, nhưng hắn vẫn làm như vậy. Mà hắn dám tuyên chiến với anh tài thiên hạ, nghĩ chắc hắn đã có 10 phần nắm chắc đối với bản thân. Dương Diệp dừng chân, quay đầu nhìn về phía Lục Uyển Nhi, nói. Uyển Nhi, ngươi hôm nay đặc biệt tới tìm ta, kỳ thật là sợ ta hiện tại giết lên Vân Tiêu Thánh Điện, đúng không? Lục Uyển Nhi trầm ngâm một lúc, nói. Trong ấn tượng của ta, không có gì là ngươi không dám làm. Lâu Thiên Tiêu rất cuồng, rất ngạo, nhưng so với ngươi, ta cảm thấy sự cuồng và ngạo của hắn giống như là trẻ con với ông già. Nàng ta không quên khi Dương Diệp ở Huyền Giả Đại Lục. Dương Diệp khi đó hoàn toàn chính là một tên điên từ đầu tới cuối, giết Thánh Địa, đánh Huyền Giả nghịch trùng. Thánh Địa thì không nói rồi, những Huyền Giả nghịch trùng đó thì biến thái cỡ nào. Có thể nói, nếu toàn bộ Huyền Giả nghịch trùng khôi phục thực lực, đừng nói đổ sát Thanh Châu, cho dù là toàn bộ linh giới cũng gặp nguy hiểm. Lúc trước Huyền Giả nghịch trùng sở dĩ bại, trừ nội bộ bọn họ không đoàn kết ra, còn bởi vì linh giới mời ngoại viện. Tóm lại, một khi chọc giận Dương Diệp, đừng nói giết lên Vân Tiêu Thánh Điện, cho dù là chọc thủng trời hắn cũng dám làm. Dương Diệp cười cười, nói. Ngươi cảm thấy ta rất cuồng rất ngạo à? Lục Uyển Nhi lắc đầu, nói. Con người ngươi có hai mặt, có một mặt ác, nhưng cũng có một mặt thiện. Ngươi là thiện hay ác, quyết định bởi người khác đối đãi với ngươi thế nào. Người khác không chọc giận ngươi, ngươi bình thường sẽ không đi chọc người khác, nhưng người khác một khi chọc giận ngươi, ngươi sẽ biến thành một con ác ma. Một ác ma không biết sợ. Dương Diệp hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía xa xa, nói. Uyển Nhi, ngươi phải hiểu, người tốt ở thế giới này không sống được lâu. Ta làm người vẫn luôn như vậy, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất giết người. Có điều ngươi yên tâm, ta hiện tại sẽ không xung động. Điều ta hiện tại phải làm không phải là giết lên Vân Tiêu Thánh Điện, mà là phải cố gắng để thăng thực lực của mình. Bởi vì thực lực có mạnh thì mới có thể giết người, bằng không, sẽ bị người ta giết. Đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi tới Vân Tiêu Thánh Điện. Lục Uyển Nhi bỗng nhiên nói. Cầu còn không được. Dương Diệp cười nói. Ngươi có biết lúc trước truyền thừa kiếm đạo của ngươi là gì không? Lục Uyển Nhi bỗng nhiên nói. Có chút tò mò. Dương Diệp nói, chủ nhân đời thứ hai của kiếm linh mạnh cỡ nào? Hắn không rõ lắm, nói chung là rất mạnh. Mạnh vô cùng, ít nhất là không yếu hơn kiếm chủ hiện tại của cổ kiếm trai. Hơn nữa, hắn tay cầm kiếm linh nói không chừng có thể chạm sát được cường giả trên thánh giả. Nhìn xem, Lục Uyển Nhi nói xong, bước một bước về phía trước, ngọc thủ chậm rãi nắm lấy chuôi kiếm bên hông, tiếp theo, một màn xuất hiện quỷ dị. Linh hồn Lục Uyển Nhi đột nhiên rời thân thể, đi tới đỉnh đầu Lục Uyển Nhi, cùng lúc đó, linh hồn Lục Uyển Nhi cũng giữ tư thế tương tự với bản thể của Lục Uyển Nhi. Chạm. Thanh âm của Lục Uyển Nhi đột nhiên vang lên, tiếp theo, bản thể và linh hồn của Lục Uyển Nhi, đồng thời cầm kiếm từ trên cao chém xuống. Kiếm hạ xuống, vô thanh vô tức, nhưng ở xa xa một ngọn núi cao hơn nghìn trượng, rộng mấy trăm trượng trực tiếp nứt ra từ giữa, một khe nứt cực lớn xuất hiện ở giữa đỉnh núi, hai bên khe nứt thì bóng loáng như gương. Còn người Dương Diệp co rút lại, vẻ mặt ngưng trọng. Kiếm kỹ này rất mạnh. Cho dù là trong cổ kiếm trai cũng rất mạnh, nó chú ý tới sự kết hợp hoàn mỹ giữa nhục thân và linh hồn, sau đó lợi dụng linh hồn và lực lượng nhục thân cùng thúc dục, mượn thế của thiên địa, cộng với đặc tính của kiếm ý thiên cấp tam trọng. Bởi vậy, không chỉ uy lực cực kỳ, còn có thể che giấu dao động của bản thân kiếm khí. Ta từng dùng kiếm kỹ này một kiếm chạm sát một bán thánh cao cấp. Linh hồn Lục Uyển Nhi trở về vị trí cũ, đứng trước mặt Dương Diệp, nói. Trầm ngâm một lúc, Dương Diệp cười cười, tay theo bản năng muốn sờ lên đầu Lục Uyển Nhi, nhưng giống như là nghĩ tới gì đó, hắn rụt tay lại, nói. Ta biết người muốn nhắc nhở ta về sự chênh lệch hiện tại giữa ta và Lâu Thiên Tiêu, người yên tâm, ta hiện tại sẽ không tìm hắn liều mạng đâu. Người đang sợ gì thế? Lục Uyển Nhi bỗng nhiên nói. Hả? Dương Diệp không hiểu. Muốn sờ thì cứ sờ, ta không phải không cho ngươi sờ mà. Lục Uyển Nhi nhìn thẳng vào Dương Diệp, nói. Dương Diệp hơi ngẩn ra, lập tức có chút xấu hổ, hắn lúc trước coi Lục Uyển Nhi là muội muội, giống như Bảo Nhi và Tiểu Giao vậy, bởi vậy hắn quen xoa đầu họ. Thói quen này tất nhiên là do Tiểu Giao mà có, nhưng hiện tại Lục Uyển Nhi đã trưởng thành,
cứ tiếp tục sờ như vậy cũng không hay. Hay là ngươi hiện tại cảm thấy thực lực của ta lợi hại hơn ngươi nên ngươi không dám sờ nữa? Dương Diệp cười cười, sau đó vươn tay ra đặt lên đầu Lục Uyển Nhi rồi xoa xoa, nói. Giờ đã được chưa? Khóe miệng Lục Uyển Nhi nở một nụ cười, sau đó nói. Biết không, được ngươi xoa đầu, có một loại cảm giác được cưng chiều và an toàn, ta rất thích loại cảm giác này. Được rồi, không quấy rầy ngươi nữa, ngươi mau đi tu luyện đi. Ta chờ ngươi đạt tới bán thánh rồi đánh với ngươi một trận. Nói xong, ngọc thủ của Lục Uyển Nhi vung lên, hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Lục Uyển Nhi đi rồi, Dương Diệp đứng ngây người tại chỗ hồi lâu, sau đó mới quay về phòng tu luyện của mình. Phòng tu luyện rất lớn, không nhìn thấy điểm cuối, bốn phía có kết giới cường giả thánh giả bày ra, có thể nói là tường đồng vách sắt, đừng nói là hắn, cho dù là 10 bán thánh cao cấp liên thủ cũng không thể lay động. Dương Diệp trực tiếp lấy ra 100 vạn đá năng lượng siêu phẩm đặt trong phòng tu luyện, sau đó thiêu đốt những đá năng lượng siêu phẩm này. Hiện tại hắn không cần phải nuốt sống nữa. Hiện tại tiểu tuyền qua đã có thể tự động xoay tròn hấp thu linh khí, bởi vậy, Dương Diệp sau khi lấy ra 100 vạn đá năng lượng siêu phẩm rồi thiêu đốt thì không bận tâm tới tiểu tuyền qua nữa mà bắt đầu tu luyện băng diệt thần quyền. Băng diệt thần quyền có yêu cầu cực lớn đối với nhục thân, có điều cũng may, hắn miễn cưỡng phù hợp. Về phần cửu tử thần công, Dương Diệp cũng bắt đầu tu luyện, không ngoài gì khác, bởi vì sau khi đạt tới bán thánh, thực lực của hắn sẽ tăng hơn trước mấy lần. Sự dụ hoặc này hắn không thể cự tuyệt. Về phần sau đó, hắn tất nhiên sẽ không tu luyện nữa, nói đùa à, phế bỏ tu vi rồi tu lại, hắn không có khuynh hướng tự ngược đó. Cứ như vậy, Dương Diệp vừa hấp thu đá năng lượng siêu phẩm, vừa tu luyện cửu tử thần công và băng diệt thần quyền, không chỉ như vậy. Thời gian còn lại hắn còn không ngừng thích ứng với man thần kiếm. Cứ như vậy, một tháng thời gian lặng lẽ trôi qua. Trong lúc này, Dương Diệp đã thiêu đốt 200 vạn đá năng lượng siêu phẩm, mà tiểu tuyền qua vẫn không có động tĩnh, cũng không phóng ra thứ gì, điều này khiến cho Dương Diệp có chút nghẹn lời. Bất lực, hắn lại đành tiếp tục thiêu đốt. Tiểu tuyền qua tuy rằng không có động tĩnh gì, nhưng Dương Diệp lại có chút thu hoạch về phương diện băng diệt thần quyền và man thần kiếm. Bởi vì tổ sư của Thanh Đạo Môn đã truyền băng diệt thần quyền vào đầu cho hắn, không chỉ chi tiết, còn có chú giải của lão. Bởi vậy, hắn tu luyện không có gì khó khăn, dưới sự luyện tập không ngừng, hắn đã miễn cưỡng có thể thi triển ra băng diệt thần quyền. Đương nhiên, uy lực tất nhiên không quá mạnh, nhưng cũng không yếu, ít nhất thì mạnh hơn 20 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật chồng nhau của hắn, lại cộng với trảm thiên bạt kiếm thuật kiếm ý thiên giai tam trọng. Trừ băng diệt thần quyền. Hắn hiện tại đã có chút thích ứng với man thần kiếm, có điều phải cầm bằng hai tay, trong một hơi thở hắn ít nhất có thể huy động 10 lần. Nếu là kiếm bình thường, trong một hơi thở hắn có thể huy động ngàn lần cũng không thành vấn đề. Nhưng có thể huy động man thần kiếm 10 cái trong một hơi thở đã là rất rất giỏi rồi. Nếu đặt man thần kiếm này ở trên người một huyền giả tôn giả cảnh, vậy tuyệt đối có thể đè chết một tôn giả cảnh, thậm chí một số hoàng giả cảnh cũng không chịu nổi. Nếu đặt man thần kiếm này ở trên người một huyền giả tôn giả cảnh, vậy tuyệt đối có thể đè chết một tôn giả cảnh, thậm chí một số hoàng giả cảnh cũng không chịu nổi. Về phần cửu tử thần công, công pháp này cũng không có gì khó khăn, phải nói là đệ nhất trong không có khó khăn gì, bởi vì tu luyện công pháp này rất thống khổ, cũng có yêu cầu cực lớn đối với nhục thân, có điều nhục thân của hắn hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của đệ nhất trọng, về phần thống khổ, hắn chịu quá nhiều rồi. Chút thống khổ của đệ nhất trọng thật sự không tính là gì, hiện tại là chờ đạt tới bán thánh. Thời gian từng chút trôi qua, lại qua một tháng, hắn đã tu luyện băng diệt thần quyền tới 6-7 thành hỏa hậu, có thể mang ra gặp người rồi. Man thần kiếm thì hắn cũng có thể trong cũng có thể hơi thở huy động 30 lần, nói chung là trong 30 chiêu nếu không đập chết được người ta thì phải chạy ngay, bởi vì kiệt sức rồi. Điều duy nhất khiến hắn bực bội là, sau khi thiêu đốt tất cả đá năng lượng siêu phẩm, tiểu tuyền qua vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Dương Diệp cười khổ, đang chuẩn bị bỏ cuộc thì tiểu tuyền qua đột nhiên động, tiếp theo một nữ tử xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Nhìn thấy nữ tử này, Dương Diệp ngây người, bởi vì hắn căn bản chưa từng gặp nữ tử này. Nhưng nữ tử này lại mang tới cảm giác vô cùng quen thuộc cho hắn. Nữ tử da thịt trắng như tuyết, tuy rằng có chút non nớt, nhưng dung mạo đã cực đẹp. Mặc một thân váy dài màu tím. Eo đeo một chiếc đai màu vàng tím, đai quấn chặt lấy hông thiếu nữ, dáng người mạn diệu thon nhỏ.
Trên người nữ tử tuy rằng lộ rõ vẻ non nớt nhưng lại có một cỗ khí tức ung dung sang đẹp. Dương Diệp vừa định nói gì đó thì nữ tử lại đột nhiên ôm chầm lấy hắn, sau đó trực tiếp khóc nức nở, dần dần, nữ tử càng khóc càng kích động, quả thực giống như hoàng hà vỡ đê, ngực áo Dương Diệp đã ướt đẫm. Dương Diệp hoàn toàn ngây ngốc. Một lúc sau, Dương Diệp đẩy khẽ thiếu nữ vẫn đang khóc ra, nói. Ngươi là... Thiếu nữ ngẩng đầu, lông mi dài vẫn dính đầy nước mắt, lộ ra có chút điềm đạm đáng yêu, ai thấy cũng thương. Thiếu nữ đột nhiên ôm lấy đầu Dương Diệp, sau đó không ngừng cọ đầu vào cằm hắn. Cả người Dương Diệp cứng đờ, đầu như muốn nổ tung. Một lúc sau, hắn ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của thiếu nữ, ôm rất chặt, giống như muốn dung nhập thiếu nữ vào trong thân thể mình. Tử Nhi, ngươi là Tử Nhi, ngươi là Tử Nhi. Thiếu nữ trước mắt này chính là Trồn Tía. Đương nhiên, lúc này nàng ta đã khôi phục hình người. Đời này, người mà hắn không thể quên nhất chính là Tử Nhi trước mắt này. Bởi vì Tử Nhi là người chung hoạn nạn với hắn từ trước tới giờ, tình cảm giữa bọn họ không thể dùng bất kỳ ngôn ngữ nào để hình dung. Cứ như vậy, hai người ôm nhau gần nửa canh giờ mới tách ra. Dương Diệp vươn hai tay ra ôm lấy má Tử Nhi. Nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng ta, nói. Bọn họ có khỏe không? Tử Nhi gật đầu, sau đó lại ôm lấy Dương Diệp, nói khẽ. Lúc trước thế giới tiểu tuyền qua đột nhiên xuất hiện dị biến, một cỗ lực lượng thần bí khóa thế giới trong tiểu tuyền qua lại, sau đó chúng ta không thể liên hệ được với ngoại giới nữa. Ngươi có biết hay không, chúng ta rất lo cho ngươi, thật sự rất lo, rất lo. Dương Diệp trong lòng thấy ấm áp, nói. Ta há lại không lo cho các ngươi, có điều cũng may, chúng ta đều không sao. Đúng rồi, người có thể đi ra, vậy bọn Thanh Thi phải chăng cũng ra được. Tử Nhi lắc đầu, nói. Cỗ lực lượng thần bí đó vẫn chưa tiêu tán triệt để, có điều, nó đang dần dần biến mất, bởi vì có rất nhiều tử khí đang ùa vào thế giới của chúng ta. Những tử khí này sau khi tiến vào thế giới của chúng ta, lực lượng thần bí càng lúc càng yếu. Ta sở dĩ có thể ra được là vì mọi người toàn bộ đồng lòng giúp ta, hơn nữa bản thân ta lại có thuật thần thông không gian rất mạnh, bởi vậy mới đột phá được lực lượng thần bí đó. Bọn họ muốn ra thì trừ phi là lực lượng thần bí đó lại yếu đi. Lực lượng thần bí. Dương Diệp nhíu mày. Trong Hồng Mông Tháp có tồn tại lực lượng khác. Vậy chắc là do Hồng Mông Tháp. Tử Nhi nói. Cỗ lực lượng thần bí đó vẫn chưa tiêu tán triệt để, có điều, nó đang dần dần biến mất. Bởi vì có rất nhiều tử khí đang ùa vào thế giới của chúng ta, những tử khí này sau khi tiến vào thế giới của chúng ta, lực lượng thần bí càng lúc càng yếu. Ta sở dĩ có thể ra được là vì mọi người toàn bộ đồng lòng giúp ta, hơn nữa bản thân ta lại có thuật thần thông không gian rất mạnh, bởi vậy mới đột phá được lực lượng thần bí đó. Bọn họ muốn ra thì trừ phi là lực lượng thần bí đó lại yếu đi. Lực lượng thần bí. Dương Diệp nhíu mày. Trong Hồng Mông Tháp có tồn tại lực lượng khác. Vậy chắc là do Hồng Mông Tháp. Tử Nhi nói. Lúc trước bởi vì ngươi thi triển kiếm kỹ rất mạnh, Hồng Mông Tháp cảm nhận được uy hiếp cường đại, bởi vậy liền phóng xuất ra cỗ lực lượng thần bí này để khóa thế giới trong Hồng Mông Tháp. Có điều đáng tiếc, nó vẫn bị thương nặng, mà hiện tại nó đang bị thương nặng nên căn bản không thể cởi bỏ lực lượng lúc trước nó làm ra. Cho nên, nó mới không ngừng cần hấp thu tử khí, bởi vì chỉ có khôi phục thương thế bản thân, nó mới có thể giải trừ được lực lượng đó. Nghe vậy, vẻ mặt Dương Diệp giãn ra, chỉ cần không phải người ngoài cường hành xâm nhập vào trong cơ thể hắn rồi phong ấn thế giới của Hồng Mông là tốt rồi. Bởi vì nếu là vậy, chuyện sẽ thật sự rất đáng sợ. Có điều cũng may, đây chỉ là từ Hồng Mông Tháp làm ra, điều này có nghĩa là chỉ cần đủ đá năng lượng siêu phẩm, Hồng Mông Tháp có thể khôi phục bình thường. Nghĩ vậy, tảng đá trong lòng Dương Diệp lần này xem như đã triệt để được cởi bỏ. Hắn quan sát Tử Nhi. Trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói. Dương Diệp trong lòng thấy ấm áp, nói. Ta há lại không lo cho các ngươi. Có điều cũng may, chúng ta đều không sao. Đúng rồi, người có thể đi ra, vậy bọn Thanh Thi phải chăng cũng ra được. Tử Nhi lắc đầu, nói. Cỗ lực lượng thần bí đó vẫn chưa tiêu tán triệt để, có điều, nó đang dần dần biến mất, bởi vì có rất nhiều tử khí đang ùa vào thế giới của chúng ta. Những tử khí này sau khi tiến vào thế giới của chúng ta, lực lượng thần bí càng lúc càng yếu. Ta sở dĩ có thể ra được là vì mọi người toàn bộ đồng lòng giúp ta, hơn nữa bản thân ta lại có thuật thần thông không gian rất mạnh,
bởi vậy mới đột phá được lực lượng thần bí đó. Bọn họ muốn ra thì trừ phi là lực lượng thần bí đó lại yếu đi. Lực lượng thần bí. Dương Diệp nhíu mày. Đời này, người mà hắn không thể quên nhất chính là Tử Nhi trước mắt này. Bởi vì Tử Nhi là người chung hoạn nạn với hắn từ trước tới giờ, tình cảm giữa bọn họ không thể dùng bất kỳ ngôn ngữ nào để hình dung. Cứ như vậy, hai người ôm nhau gần nửa canh giờ mới tách ra. Dương Diệp vươn hai tay ra ôm lấy má Tử Nhi, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng ta, nói. Trong Hồng Mông Tháp có tồn tại lực lượng khác. Vậy chắc là do Hồng Mông Tháp. Tử Nhi nói. Lúc trước bởi vì ngươi thi triển kiếm kỹ rất mạnh, Hồng Mông Tháp cảm nhận được uy hiếp cường đại, bởi vậy liền phóng xuất ra cỗ lực lượng thần bí này để khóa thế giới trong Hồng Mông Tháp. Có điều đáng tiếc, nó vẫn bị thương nặng, mà hiện tại nó đang bị thương nặng nên căn bản không thể cởi bỏ lực lượng lúc trước nó làm ra. Cho nên, nó mới không ngừng cần hấp thu tử khí, bởi vì chỉ có khôi phục thương thế bản thân, nó mới có thể giải trừ được lực lượng đó. Nghe vậy, vẻ mặt Dương Diệp giãn ra. Chỉ cần không phải người ngoài cường hành xâm nhập vào trong cơ thể hắn rồi phong ấn thế giới của Hồng Mông là tốt rồi. Bởi vì nếu là vậy, chuyện sẽ thật sự rất đáng sợ. Có điều cũng may, đây chỉ là từ Hồng Mông Tháp làm ra, điều này có nghĩa là chỉ cần đủ đá năng lượng siêu phẩm, Hồng Mông Tháp có thể khôi phục bình thường. Nghĩ vậy, tảng đá trong lòng Dương Diệp lần này xem như đã triệt để được cởi bỏ. Hắn quan sát Tử Nhi, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói. Tử Nhi. Ngươi đã là bán thánh cao cấp. Vừa đề thăng, Tử Nhi cười tủm tỉm nói. Bởi vì đề thăng tới bán thánh cao cấp nên ta mới ra được. Hiện tại cảnh giới của ta vẫn chưa ổn định lắm nên cần ổn định một chút. Đột nhiên, nàng ta nhướng mày, hai tay trực tiếp thò vào trong ngực Dương Diệp. Ầm một tiếng, Tử Nhi lui liền ra sau mấy bước, mà xuất hiện trước mặt Dương Diệp là Tiểu Thanh và Tiểu Hồng. Ngươi là yêu soái, thủ hạ của yêu vương. Tiểu Hồng nhìn chằm chằm Tử Nhi, trong mắt lộ ra địch ý và đề phòng. Là thủ hạ của ta. Dương Diệp đột nhiên đi tới trước mặt Tử Nhi, nói. Không sao chứ. Tử Nhi lắc đầu, sau đó nói. Trên người ngươi sao lại có hai con rắn này? Cái này nói ra thì dài lắm, sau này từ từ nói với ngươi. Dương Diệp nói xong, xoay người nhìn về phía Tiểu Thanh và Tiểu Hồng, trong mắt hắn cũng có một tia ngưng trọng và đề phòng. Hai nàng này tuy rằng cũng là yêu thú bán thánh cao cấp như Tử Nhi, nhưng thực lực của họ rõ ràng cao hơn Tử Nhi rất nhiều. Có điều nghĩ lại cũng đúng, hai nàng này lúc trước sắp trùng kích thánh giả cảnh. Tuy rằng là bán thánh cao cấp, nhưng đối phương tuyệt đối không phải bán thánh cao cấp bình thường. Trầm ngâm một thoáng, Dương Diệp nói. Lúc trước ta hại các ngươi bị thiên phạt đánh trúng, coi như là ta không phải. Có điều hiện giờ các ngươi dưới sự nuôi dưỡng của tử khí. Thực lực cho dù chưa khôi phục toàn bộ thì cũng có thể khôi phục 8-9 thành rồi. Cho nên các ngươi có thể rời đi. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn quyết định tách khỏi hai nàng này. Đặc biệt là Tiểu Hồng, giữ nàng ta ở lại bên cạnh, thật sự không an toàn. Ngươi muốn đuổi chúng ta đi. Sắc mặt Tiểu Hồng mặt hơi trầm xuống, ánh mắt có chút bất thiện. Dương Diệp nói. Ngươi muốn hiểu như vậy thì ta cũng đành chịu. Ta không đi. Tiểu Hồng lạnh lùng nói. Dương Diệp hơi ngẩn ra, nói. Ngươi lại vẫn muốn bám vào ta à? Lúc này Tiểu Thanh đi tới trước mặt Dương Diệp, nói. Tuy rằng chúng ta đã khôi phục được thực lực, nhưng vẫn chưa thật sự khôi phục, nếu muốn khôi phục thực lực hoàn toàn, nhất định phải dựa vào huyền khí của ngươi. Bằng không, chúng ta rất có thể phải mất ít nhất 100 năm thời gian. Cho nên, ngươi cho chúng ta ở lại bên cạnh ngươi được không? Sau này chúng ta có thể giúp ngươi đánh nhau. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Các ngươi ngày sau nắm chắc bao nhiêu thành có thể thành thánh. Ngày sau nếu ngươi có thể lợi dụng huyền khí màu tím của ngươi để giúp chúng ta ít nhất có 4 thành nắm chắc. Trong mắt Tiểu Thanh lấp lánh vẻ hưng phấn. 4 thành thôi à? Dương Diệp nhíu mày. Ngươi cho rằng thành thánh dễ vậy à? Tiểu Hồng tức giận nói. Có 4 thành, đã tính là rất cao rồi. Không biết có bao nhiêu người. Ngay cả một thành nắm chắc cũng không có. Dương Diệp trực tiếp phớt lờ Tiểu Hồng, nhìn Tiểu Thanh nói. Các ngươi muốn tiếp tục ở lại bên cạnh ta cũng không phải là không thể được. Có điều các ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện, các ngươi sau này nếu thành thánh phải giúp ta 3 việc. Thế nào? Vì sao chứ? Tiểu Thanh đang định nói thì Tiểu Hồng đã nói trước.
phải biết rằng, ta, các ngươi có thể đi được rồi đó. Dương Diệp trực tiếp cắt ngang lời nhói của Tiểu Hồng. Ngươi, Tiểu Hồng tức lắm, hầm hầm nhìn Dương Diệp, nói. Ngươi có tin ta nuốt sống ngươi luôn không? Ngươi có tin chỉ cần tâm niệm của ta đi khẽ động là lập tức có ít nhất 5 thánh giả đến đây ngay không? Dương Diệp lạnh lùng nhìn Tiểu Hồng. Nơi này là địa bàn của cổ kiếm trai, chỉ cần hắn muốn, quả thật có thể khiến cổ kia cầm trai đến đây. Phải nói rằng, lúc này thánh giả của cổ kiếm trai rất có thể đã chú ý tới nơi này. Tiểu Hồng còn muốn nói thì Tiểu Thanh đã cản nàng ta lại, sau đó nói. Chúng ta đáp ứng ngươi, nếu chúng ta có cơ hội trở thành thánh giả, nhất định sẽ giúp ngươi làm 3 việc. Chỉ là từ giờ tới lúc thành thánh, hy vọng ngươi có thể ra tay giúp đỡ. Tất nhiên rồi. Dương Diệp nói. Ngươi không sợ chúng ta đến lúc đó lại nuốt lời à? Tiểu Hồng bỗng nhiên nói. Dương Diệp cười nói. Yêu thú bình thường rất giữ chữ tín, các ngươi nếu đã đáp ứng, đến lúc đó việc ta muốn các ngươi làm chỉ cần không phải quá khó xử thì các ngươi chắc sẽ đáp ứng. Tiểu Hồng nhìn Dương Diệp, hừ lạnh nói. Quen ngươi lâu như vậy, ngươi nói rất nhiều, nhưng chỉ những lời này mới coi như là tiếng người. Nói xong, nàng ta trực tiếp cùng Tiểu Thanh hóa thành con rắn nhỏ như sợi tóc chui vào trong áo Dương Diệp. Ta muốn ổn định cảnh giới của ta, trong khoảng thời gian này, ngươi đừng quấy rầy ta. Tử Nhi nói xong câu này, nàng ta lập tức khôi phục bộ dạng chồn tía trước kia rồi leo lên vai Dương Diệp. Tiểu tử, đến đại điện đi. Lúc này, thanh âm của cổ chân nhân đột nhiên vang lên trong đầu Dương Diệp. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới đại điện, trong đại điện. So với lần trước thì nhân số ít hơn rất nhiều, chỉ có 10 người. Kiếm Vô Trần ngồi trên thủ vị, bên cạnh hắn là cổ chân nhân. Có một chuyện, đối với ngươi mà nói thì xem như là chuyện tốt, có điều vẫn phải hỏi ý kiến của ngươi. Kiếm Vô Trần nói, viện trưởng của Vân Hải Thư Viện muốn mời ngươi làm giáo tập của Vân Hải Thư Viện, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Giáo tập, Dương Diệp nhíu mày nói. Kiếm Vô Trần gật đầu, nói. Tiểu tử, nếu ngươi đáp ứng, vậy sẽ là giáo tập trẻ tuổi thứ 2 từ trước tới nay của Vân Hải Thư Viện. Có lợi gì không? Dương Diệp nói. Kiếm Vô Trần lắc đầu, nói. Thằng nhãi ngươi, tất nhiên là có rồi. Mỗi tháng có 10 vạn đá năng lượng siêu phẩm, không chỉ như vậy, còn có thể tiến vào thư khố của Vân Hải Thư Viện. Nếu ngươi của bản lĩnh, thậm chí còn có thể tiến vào huyền kỹ viện hoặc công pháp viện của bọn họ. Đừng xem thường huyền kỹ viện và công pháp viện của bọn họ, nếu nói công pháp và huyền kỹ của thế lực nào ở Thanh Châu mạnh nhất và nhiều nhất, vậy không nghi ngờ gì nữa chính là Vân Hải Thư Viện. Bởi vì ở đó có rất nhiều huyền kỹ và công pháp là đến từ Trung Thổ Thần Châu. Nói đến đây, Kiếm Vô Trần đứng dậy, nói. Ta biết, ngươi không để những thứ này vào mắt, nhưng chúng ta vẫn hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Kiếm Vô Trần nói. Lúc trước ngươi giết mấy tên đệ tử của Vân Hải Thư Viện. Tuy rằng cao tầng của Vân Hải Thư Viện bưng bít, nhưng rất nhiều người trong đó trong lòng vẫn rất không phục, rất khó chịu. Bởi vậy, rất nhiều đệ tử của cổ kiếm trai chúng ta ở Vân Hải Thư Viện sống không dễ dàng gì. Lần này nếu ngươi nhận nhiệm vị, đây là một cơ hội tốt để gỡ bỏ ân oán giữa chúng ta và Vân Hải Thư Viện. Ta đáp ứng. Dương Diệp nói. Kiếm Vô Trần mỉm cười, nói. Nhớ kỹ lần này tới đó cố gắng làm người thì nhún nhường, còn làm việc thì phách lối một chút, hiểu chưa? Ngươi là sợ ta gây hỏa. Dương Diệp trợn mắt, nói. Nói thật, ta luôn lấy đức phục người. Cút. Lấy đức phục người. Kiếm Vô Trần và mọi người đều ở đây đều lắc đầu, nếu nói Dương Diệp là một người lấy đức phục người, vậy tất cả mọi người trên đời này đều là lấy đức phục người. Bọn họ không biết chuyện của Dương Diệp trước kia. Nhưng những chuyện Dương Diệp làm ra ở Thanh Châu, có thể gọi là lấy đức phục người ư. Nếu để những người bị hắn giết biết hắn đây là đang lấy đức phục người, không biết liệu có đội mổ sống dậy không? Bọn họ vì sao muốn mời ta làm giáo tập? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Hắn và Vân Hải Thư Viện tuy rằng không có thâm cừu đại hận gì. Nhưng tuyệt đối cũng không thể nói là hữu hảo. Phải biết rằng, hắn đã giết vài đệ tử của Vân Hải Thư Viện. Từ trình độ nào đó mà nói thì hắn cũng chẳng khác nào là tát vào mặt Vân Hải Thư Viện. Kiếm Vô Trần trầm mặc một hồi, sau đó nói. Việc này có lẽ có liên quan tới Bạch Lộc Thư Viện, bất kể là thế nào, việc này đối với người mà nói chỉ có lợi chứ không có hại. Nếu lão nhân đó có yêu cầu gì với ngươi,
ngươi ngàn vạn đừng khách khí với lão, cứ ra sức mà bắt chẹt. Dương Diệp. Kiếm ý tháp bị hủy rồi. Đúng lúc này, một lão già bỗng nhiên xuất hiện. Lão già này Dương Diệp nhận ra, chính là tiêu trưởng lão lúc trước luôn nói hắn thích gây họa. Khóe mắt Dương Diệp giật giật, đây chẳng lẽ là muốn tới tính sổ. Tuy hắn không biết tiêu trưởng lão này rốt cuộc có địa vị gì ở cổ kiếm trai, nhưng không nghi ngờ gì nữa, địa vị tuyệt đối không thấp, bởi vì cho dù là kiếm vô trần đối với lão cũng phải có chút tôn kính. Từ nay về sau, rất nhiều đệ tử cổ kiếm trai ta nếu muốn để thăng kiếm ý, không biết sẽ khó khăn hơn bao nhiêu lần. Tiêu trưởng lão lại nói, thanh âm có chút trầm thấp, còn ẩn chứa vẻ tức giận. Kiếm vô trần muốn nói gì đó thì tiêu trưởng lão lại trực tiếp nhìn về phía Dương Diệp, nói. Là ngươi gây ra à? Việc này căn bản không thể lừa dối được, Dương Diệp rất đàn ông gật đầu, nói. Quả thật là ta gây ra. Nói xong hắn lại nhìn về phía cổ chân nhân, nói. Sư phó nói, chỉ cần ta có bản lĩnh, cứ thoải mái cắn nuốt. Việc này quả thật là hơi lớn, một mình hắn căn bản không cáng đáng được. Cho nên hắn liền kéo theo người khác. Khóe miệng cổ chân nhân giật giật, sau đó lão nhìn kiếm vô trần, nói. Việc này kiếm chủ cũng biết. Nói đùa à, việc này cho dù là lão cũng không gánh được, phải biết rằng kiếm ý tháp này là thánh địa tu luyện của đệ tử cổ kiếm trai, hiện giờ bị hủy, không biết có bao nhiêu người trong lòng mang oán hận, còn cả lão già này nữa. Dù sao lão cũng không muốn bản thân trở thành công địch của cổ kiếm trai. Kiếm vô trần nhìn Dương Diệp và cổ chân nhân, sau đó nói. Việc này, ta quả thật có biết. Ừ, việc này tổ sư cũng đã biết, cho nên, rốt cuộc phải làm như thế nào thì chờ tổ sư hồi âm đi. Nghe vậy, mọi người trong sân đều trợn mắt, ba người này quả thật là giỏi đá bóng. Tiêu trưởng lão nhìn kiếm vô trần, sau đó nói. Tiêu trưởng lão nhìn kiếm vô trần, sau đó nói. Kiếm chủ không cần phải như vậy, nói thật. Hắn có thể cắn nuốt này kiếm ý, điều này khiến cho ta rất bất ngờ. Hiện giờ ván đã đóng thuyền, ta cũng không muốn trách tội gì cả, dù sao nói như thế nào thì hắn cũng coi như là đệ tử cổ kiếm trai ta. Chỉ là như vậy thì tiện nghi cho hắn quá, cũng khó mà cứ vậy cho qua được, kiếm chủ ngươi nói sao? Vậy theo ý của tiêu trưởng lão à? Kiếm vô trần nói, cách thời gian võ bảng mở ra còn không đến 3 năm. Tiêu trưởng lão nhìn Dương Diệp, nói. Nếu hắn có thể lọt vào trong 30 thứ hạng đầu của võ bảng, như vậy việc này cho qua. Nếu không thể, vậy chứng minh những kiếm ý này cho hắn cũng lãng phí, cho nên, đến lúc đó ta hy vọng kiếm chủ có thể xử phạt hắn theo tông quy. Kiếm vô trần trầm ngâm một thoáng, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi thấy thế nào? 30 thứ hạng đầu. Dương Diệp vung tay, nói. Chỉ 30 thứ hạng đầu thôi mà không thành vấn đề. Nói thật, hấp thu những kiếm ý này, sau khi biết được ý nghĩa của những kiếm ý đối với cổ kiếm trai, trong lòng hắn cũng có chút áy náy. Dù sao rất nhiều đệ tử cổ kiếm trai đều cần dựa vào kiếm ý tháp này để đề thăng kiếm ý, hiện tại hắn hấp thu toàn bộ, điều này có nghĩa là đệ tử cổ kiếm trai ngày sau nếu muốn đề thăng kiếm ý sẽ khó khăn hơn không biết bao nhiêu lần. Cho nên, sau khi tiêu trưởng lão đưa ra yêu cầu này, hắn lập tức đáp ứng. Tuy hắn vẫn chưa biết võ bảng đó rốt cuộc là cái gì, nhưng 30 thứ hạng đầu, chắc không thành vấn đề. Chỉ 30 thứ hạng đầu. Khóe miệng tiêu trưởng lão giật giật, lão hít sâu một hơi, nói. Tốt, rất tốt, đây chính là ngươi nói đấy nhé, ngươi nếu không lọt vào 30 thứ hạng đầu, đến lúc đó đừng trách chúng ta vô tình. Tiêu trưởng lão hình như không có lòng tin đối với ta thì phải. Dương Diệp nói. Nếu vậy không bằng chúng ta đánh cược nhé. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi à, cược thì cược. Tiêu trưởng lão lạnh lùng nói. Dương Diệp cười nói. Như vậy đi, nếu ta có thể lọt vào cái bảng gì đó, vậy thì sau này bất kể ta gây ra họa gì, đều xin tiêu trưởng lão cố định đứng ở bên ta, thế nào? Lão nhân này tuyệt đối một cường giả siêu cấp, thậm chí không thể kém hơn kiếm vô trần, nếu có thể khiến lão nhân này làm chỗ dựa cho mình. Với hắn mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Tiêu trưởng lão nhìn Dương Diệp, nói. Ngươi nếu có thể lọt vào 30 thứ hạng đầu, từ nay về sau cho dù ngươi chọc vào những lão quái vật của thế lực cấp kim cương lão phu cũng sẽ ủng hộ ngươi tới cùng. Nhưng, nếu ngươi không thể, ta sẽ hút ra hết kiếm ý của ngươi, để những kiếm ý này một lần nữa trở lại kiếm ý tháp. Nói xong, thân hình tiêu trưởng lão khẽ động, biến mất tại chỗ.
Tiêu trưởng lão đi rồi, các trưởng lão trong sân nhìn Dương Diệp, đều lắc đầu. Dương Diệp ngắn người, sau đó nhìn về phía Kiếm Vô Trần, nói. Võ bảng đó khó lọt vào lắm à? Kiếm Vô Trần lạnh lùng nói. Cũng không có gì, chỉ là thánh giả cũng có thể tham gia. Vẻ mặt Dương Diệp lập tức cứng đè, đùa gì thế, thánh giả cũng có thể tham gia võ bảng. 3 năm, lần này đúng là to mồm quá rồi. Yên tâm, những lão quái vật như chúng ta khẳng định sẽ không tham gia. Cổ chân nhân an ủi. Thánh giả quả thật là có thể tham gia võ bảng, nhưng chỉ giới hạn trong thánh giả trời sinh thánh nhân, cũng chính là thánh giả dưới 30 tuổi mới có thể tham gia võ bảng. Người như vậy, đừng nói là Thanh Châu chúng ta, cho dù là Trung Thổ Thần Châu cũng cực ít. Cho nên, người hoàn toàn có cơ hội. Dương Diệp cười khổ, nói. Hy vọng là vậy. Lúc này, một tờ giấy mỏng màu vàng xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Đây là thư mời, cầm cái này đến Vân Hải Thư Viện, người có thể thượng nhiệm. Dương Diệp nhìn xuống, chỉ thấy bên trên viết một dòng chữ, giáo tập ngoại viện của Vân Hải Thư Viện. Vân Hải Thư Viện tổng cộng của ngoại viện, nội viện, ám viện. Trong đó mỗi một viện lại chia làm lớp giáp, lớp ất, lớp bính, lớp đinh. Đệ tử ngoại viện cơ bản đều là tôn giả cảnh và dưới tôn giả cảnh, mà nội viện thì chắc đều là hoàng giả cảnh đến bán thánh. Về phần ám viện, cái này thì ta không biết, bởi vì đây là viện thần bí nhất, thực lực cũng mạnh nhất của Vân Hải Thư Viện. Dương Diệp gật đầu, nói. Hiện tại lên đường ngay à? Kiếm Vô Trần cười nói. Tất nhiên, phải biết rằng, hiện tại là ngày tuyển nhận của ngoại viện Vân Hải Thư Viện, nói cách khác, học sinh của ngươi đều là những người mới, hiện tại nếu đi thì có thể trao đổi trước với họ. Đi đi, nhớ kỹ câu nói của ta, làm người thì nhún nhường, làm việc thì phách lối. Nên biết rằng, ngươi hiện tại đại biểu cho cổ kiếm trai, không thể để người khác xem nhẹ cổ kiếm trai chúng ta. Yên tâm đi, tiểu tử này, cái khác không dám nói, nhưng tuyệt đối không chịu thiệt. Cổ chân nhân cười nói. Tiểu tử Vân Hải Thư Viện cũng là chốn ngọa hổ tàng long, đừng để lật thuyền trong mương, đặc biệt đừng để thua trong tay đệ tử của mình. Bằng không, không chỉ ngươi, cổ kiếm trai ta cũng mất hết mặt mũi. Nói xong, cổ chân nhân bấm tay búng một cái, một quyển trục xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Đây là bản đồ của Thanh Châu, bên trên có địa điểm của các thế lực lớn ở Thanh Châu, còn nữa, thấy mấy điểm đỏ bên trên không? Địa phương được đánh dấu đỏ đối với người hiện tại mà nói vẫn rất nguy hiểm, người hiện tại đừng có tới đó tìm chết, hiểu chưa? Dương Diệp cầm quyển trục trong tay, trong lòng có chút cảm khái, đây là lợi ích có tông môn. Trừ có chỗ dựa, có tài nguyên tu luyện ra, còn có rất nhiều tiện lợi mà người thường không có. Dương Diệp cầm quyển trục, thi lễ với đám người Kiếm Vô Trần và Cổ Chân Nhân, sau đó rời khỏi đại điện. Nhìn Dương Diệp ra khỏi đại điện, Kiếm Vô Trần bỗng nhiên nói. Không biết kẻ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người có cảm thấy không, tuy hắn gia nhập cổ kiếm trai ta, nhưng rõ ràng có một tia kháng cự đối với người của cổ kiếm trai. Ngoài ra, còn có một điểm, đó chính là khi hắn đối mặt với chúng ta, có kính nhưng không có sợ. Hắn là người không biết không sợ, hay là hắn có con bài chưa lật khủng bố gì đó. Cổ chân nhân lắc đầu, nói. C. Dương Diệp không trực tiếp tới Vân Hải Thư Viện, mà đi tới Thiên Kiếm Phong. Nghe nói người muốn tới Vân Hải Thư Viện. Trong một căn phòng, Phạm Mộng nhìn Dương Diệp ở trước mặt nói khẽ. Bên cạnh nàng ta là Phạm Ly. Phạm Mộng và Phạm Ly lúc này không được xem như là người của cổ kiếm trai, bọn họ chỉ dùng thân phận người nhà của Dương Diệp để ở chỗ của Dương Diệp tại cổ kiếm trai. Dương Diệp gật đầu, nói. Ta đi rồi, người ở cổ kiếm trai hãy cố gắng tu luyện. Có gì không hiểu hoặc là có ai bắt nạt ngươi thì có thể đi tìm bọn sư huynh Trần Đông và Ngô Nham Trung. Bọn họ đều coi chúng ta là nữ nhân của ngươi, sao còn dám bắt nạt chúng ta? Phạm Mộng nói khẽ như tiếng muỗi kêu, khuôn mặt nhỏ nhắn lại giống như quét một lớp son, trông xinh đẹp vô cùng. Sắc mặt Phạm Ly ở bên cạnh cũng có chút mất tự nhiên. Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn về phía Phạm Ly, nói. Chiếu cố Phạm Mộng cho tốt. Cũng chiếu cố bản thân cho tốt. Hy vọng khi gặp lại, người đã đạt tới hoàng giả cảnh, mà Phạm Mộng cũng thành công tiến vào cổ kiếm trai. Bảo trọng. Phạm Ly nhìn Dương Diệp nói khẽ. Tỷ, chúng ta cùng gả cho hắn được không? Phạm Ly. Sau khi Dương Diệp ra khỏi Thiên Kiếm Phong, ngự kiếm lướt qua chân trời, tới thẳng Vân Hải Thư Viện. Vân Hải Thư Viện,
ta tới đây. Chân trời vang lên tiếng hét của Dương Diệp. Kỳ thật lần này Vân Hải Thư Viện không mời hắn tới làm giáo tập, hắn cũng không định tiếp tục bế quan. Thực lực hiện tại của hắn đã đạt tới trình độ nhất định, đặc biệt là kiếm kỹ và kiếm ý. Tiếp tục bế quan căn bản cũng không thể đề thắng được là bao. Muốn tiếp tục đề thăng thực lực, chỉ có thực chiến. Đương nhiên, sở dĩ đáp ứng tới Vân Hải Thư Viện, nguyên nhân chủ yếu là vì chuyện giữa hắn và Vân Hải Thư Viện đã khiến cho đệ tử cổ kiếm trai ở Vân Hải Thư Viện không được sống yên. Việc này là do hắn gây ra, hắn cần phải đi giải quyết mâu thuẫn giữa hắn và Vân Hải Thư Viện. Và lại, Vân Hải Thư Viện có tư liệu liên quan tới Trung Thổ Thần Châu và toàn bộ linh giới, Trung Thổ Thần Châu đó, tương lai hắn nhất định phải tới. Bởi vậy hắn trước tiên phải tìm hiểu một chút về chuyện của Trung Thổ Thần Châu. Tốt nhất là có thể tìm hiểu tin tức về Mạc Lão và gia tộc của Gia Cát Thân Mô. Chuyện Mục Lão dặn dò, hắn chưa bao giờ quên. Muốn tới được Vân Hải Thư Viện, trước tiên phải đi qua Vân Hải Thành, bởi vì Vân Hải Thư Viện ở vùng trời phía trên Vân Hải Thành chứ không phải là ở trong thành, mà ở trong biên mây phía trên. Vân Hải Thành rất nổi danh ở Thanh Châu, bởi vì nó là thành lớn nhất của toàn bộ Thanh Châu. Ngoài ra, nó lại là địa bàn của Vân Hải Thư Viện, thế lực thần bí nhất Thanh Châu. Vân Hải Thư Viện tuy rằng không phải thế lực cấp bạch kim mạnh nhất Thanh Châu, nhưng không nghi ngờ gì nữa, địa vị của nó tuyệt đối là siêu nhiên nhất, bất kỳ thế lực nào cũng không dám chọc vào. Nó cũng không tham gia tranh đấu thế tục, đồng thời nó cho phép đệ tử của tất cả thế lực tiến vào học viện để học tập, có điều trong khoảng thời gian tiến vào học viện để học tập, phải tuân thủ quy tắc của Vân Hải Thư Viện. Mà một khi tốt nghiệp rồi có thể lựa chọn tiếp tục ở lại Vân Hải Thư Viện, cũng có thể rời khỏi, nó không cưỡng ép, tất cả để đệ tử tự nguyện. Có thể nói, Vân Hải Thư Viện rất tự do, bởi vậy, vô số thế lực đều nguyện ý để đệ tử của mình tiến vào Vân Hải Thư Viện. Có điều tiêu chuẩn nhận người của Vân Hải Thư Viện cũng cực kỳ nghiêm khắc, muốn đi vào Thư Viện, phải ở trước 20 tuổi, hơn nữa cảnh giới của bản thân trước khi tới 20 tuổi phải đạt tới tôn giả cảnh, ngoài phù hợp với điều kiện này ra. Còn cần phải thông qua một loạt khảo nghiệm của Vân Hải Thư Viện, chỉ có thành công vượt qua khảo nghiệm mới có thể gia nhập Vân Hải Thư Viện, trở thành đệ tử của Vân Hải Thư Viện. Chung quanh Vân Hải Thành là dãy núi cao ngất trong mây, sơn mạch này tên là Thiên Lang Sơn Mạch, bên trong có một vị yêu vương tiếng tăm lừng lẫy, chính là Thiên Lang Yêu Vương. Trong tất cả cường giả của toàn bộ Thanh Châu, thực lực của Lang Yêu Vương này tuyệt đối có thể xếp trong năm thứ hạng đầu. Thiên Lang Sơn Mạch bao quanh Vân Hải Thành. Nhưng không phải thế lực đối địch với Vân Hải Thành, cũng chẳng phải là hữu hảo. Phải nói hai bên đều là lợi dụng lẫn nhau, Vân Hải Thư Viện là lợi dụng yêu thú của Thiên Lang Sơn Mạch để rèn luyện đệ tử của mình, mà Thiên Lang Sơn Mạch cũng lợi dụng đệ tử của Vân Hải Thư Viện để rèn luyện yêu thú của mình. Hai bên rất ăn ý. Sơn Mạch Dương Diệp tới Thiên Lang Sơn Mạch liền dừng lại, bởi vì vùng trời phía trên toàn bộ Thiên Lang Sơn Mạch có một tầng lực lượng cấm chế thần bí. Đương nhiên, với thực lực của hắn đủ để bay qua, có điều hắn vẫn dừng lại, bởi vì trên bản đồ, nơi này được đánh dấu đỏ. Nói cách khác, địa phương này đối với hắn mà nói là một địa phương nguy hiểm. Vốn hắn có thể lợi dụng truyền tống trận của cổ kiếm trai trực tiếp đi tới Vân Hải Thành, có điều hắn không làm vậy, bởi vì hắn muốn xem thử thế giới Thanh Châu này. Từ trước tới giờ, đặc biệt sau khi tới linh giới, hắn chính là tu luyện, không ngừng tu luyện lâu quá, tất nhiên có chút buồn chán. Nhìn ngắm núi sông, hưởng thụ một vài ngày yên bình. Đây là suy nghĩ hiện tại của hắn. Hạ xuống đất, Dương Diệp nhìn lướt xung quanh, núi, cây, đại thụ chọc trời. Đứng tại chỗ trầm mặc một thoáng, Dương Diệp quay đầu nhìn chồn tía vẫn đang điều tức trên vai, cười cười, sau đó thân hình khẽ động, tiến vào trong rừng rậm. Dương Diệp một đường chạy như điên, vừa chạy vừa không ngừng cảm nhận khí tức của yêu thú chung quanh, chỉ cần phía trước có yêu thú. Hắn sẽ lựa chọn đi đường vòng, hắn lần này đến không phải là để giết yêu thú lấy đan. Hơn nữa, đối với yêu thú, bởi vì do tiểu gia hỏa, chỉ cần đối phương không chủ động tới giết hắn, hắn là sẽ không đi diệt sát đối phương. Hả, có người. Đột nhiên, Dương Diệp vội vàng ngừng lại, đáng tiếc vẫn chậm, ở trước mặt hắn không xa, một nam một nữ xuất hiện trong tầm mắt hắn. Đương nhiên, nếu là một nam một nữ bình thường, vậy tất nhiên là không vấn đề gì. Nhưng vấn đề là một nam một nữ lúc này không bình thường, bởi vì hai người hoàn toàn khỏa thân, đang làm vận động chống đẩy nguyên thủy nhất. Nhanh nhanh. Những tiếng thở hổn hển không ngừng vang lên.
Một tiếng kêu khẽ vang lên, tiếp theo, một nam một nữ thân thể run lên giống như điện giật. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, đang muốn xoay người rời đi thì lúc này thanh âm của nữ nhân đó đột nhiên vang lên. Bạch Lang, đừng để hắn sống sót rời khỏi đây. Nghe vậy, Dương Diệp lúc này mới nhớ ra là mình quên che giấu khí tức. Mà lúc này một đạo kiếm khí đã đi tới phía sau hắn, Dương Diệp xoay người lách tránh, tránh thoát đạo kiếm khí đó, sau đó nhìn về phía đôi nam nữ đã mặc lại quần áo. Nam mặc áo bào trắng, tay cầm một cây quạt giấy màu bạch ngọc, trông cũng có chút anh tuấn tiêu sái. Nữ tử tuy rằng so sánh thì vẫn kém đám nữ tử Phạm Ly, nhưng cũng không tồi, váy dài màu xanh lục, dáng người thon thả, dung nhan tú lệ, đặc biệt là lúc này trên mặt còn mang theo một tia ửng đỏ sau khi ân ái. Hai người đều vậy ton ra cảnh hạ phẩm. Cũng chính bởi vậy, đối phương mới không nhìn thấu cảnh giới của hắn, nên mới dám động thủ. Chỉ đi ngang qua thôi mà. Dương Diệp nói. Thấy chuyện không nên thấy, cho nên đang chết. Nữ tử âm trầm nói. Nam tử gật đầu, định xuất thủ thì đột nhiên nam tử và nữ tử đều nhướng mày. Rất nhanh, một nam tử khôi ngô và một nữ tử từ xa lướt tới. Tiểu Nhu, Lý Huynh. Ta còn tưởng rằng các ngươi đã xảy ra chuyện. Nam tử khôi ngô đi đến trước mặt nữ tử, vươn tay ra nắm lấy tay nữ tử, trong mắt đầy vẻ quan tâm. Nữ tử bên cạnh nam tử khôi ngô nhìn nữ tử váy xanh và nam tử cầm quạt, không nói gì. Man lực, chúng ta cho dù gặp mấy yêu thú linh giả cảnh, bởi vậy chậm trễ một chút. Nam tử cầm quạt tuy rằng là này nói chuyện với nam tử khôi ngô, nhưng ánh mắt hắn lại nhìn về phía Dương Diệp. Vẻ cảnh cáo trong mắt rất rõ ràng. Nữ tử mặc váy xanh cũng nhìn Dương Diệp với vẻ cảnh cáo, sau đó rút tay khỏi tay nam tử khôi ngô, lạnh lùng nói. Ta và Bạch Huynh đều là tôn giả cảnh, cho dù là gặp phải yêu thú tôn giả cảnh cũng không sao, ngươi lo lắng cái gì? Man lực cười cười, nói. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Nói xong, hắn xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nói. Vị huynh đệ này cũng tham gia khảo hạch của Vân Hải Thư Viện à? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 71.